chương 11 Đệ thập nhất chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên người một trận lãnh một trận nóng thay thế, đại đa số thời gian đều là mê mang, thỉnh thoảng tỉnh táo lại một hồi nhi, cũng không cách nào mở mắt ra. Vô Nam có thể cảm giác được có người giúp nàng lau đi trên đầu hãng, hoặc là dùng thứ gì đã ương ướt môi của nàng, đáng tiếc vô pháp cấp ra chút đáp lại. Ước chừng là qua rất lâu, rốt cuộc cảm giác không hề như vậy ảm đạm, nàng tốn sức mở mắt ra. Ánh mặt trời ấm áp theo ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng không phải là rất chói mắt. Phía bên phải bên giường giá áo thượng treo một tim tĩnh mạch dùng túi nước, bên trong còn có non nửa túi vô sắc dịch thể, mềm quảng một chỗ khác kim tim chính vùi vào tay phải của nàng mu bàn tay trung. Nhìn thấy quen thuộc hoàn cảnh, trong bụng nàng thở vào nhẹ nhõm, hoàn hảo không có bị đưa đi bệnh viện. Cửa phòng bị đẩy ra, trạm hút dương từ bên ngoài đi tới, mảnh nhìn thấy nàng mở to mắt, sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, mới là thật dài thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc tỉnh, có hay không cảm thấy không thoải mái địa phương. Hắn đem chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi ở bên giường thử một chút nàng trên trán nhiệt độ. Giọng nói kiền làm đau, vu nam lắc lắc đầu, ánh mắt liếc hướng chén nước. Trạm hút dương hội ý đem nàng trên thân nâng dậy đến, cầm lấy chén nước tiến đến miệng nàng biên, cho nàng từng chút từng chút bi chút nước cảm giác hơi chút nhiều vu nam mới nằm lại trên giường lúc nào ngươi ở trên giường nằm ba ngày hiện ở bên ngoài đô lộn xộn ân vu nam sửng sốt hạ làm sao vậy theo ngươi bắt đầu phát sốt sau này trên đường liền lục tục xuất hiện rất nhiều tang thi bắt đầu còn có người đến thanh lý theo sáng sớm hôm nay bắt đầu đã không ai quản bên ngoài hoạt động đều là tang thi người sống đô lui ở nhà này một hai ngày còn không hiển dự đoán tiếp qua một trận, thủy, điện, gas này đó liền đô nên ngừng. Trạm hút dương nói, nhíu hạ mày. Cũng không người đi làm việc, rất nhiều máy móc vận chuyển đô hội dần dần dừng lại đến, đoạn thủy cắt điện cũng là bình thường. Nàng nghĩ nghĩ, tiểu thúc thúc đâu? Đi đoàn lý, một hồi ta cho hắn gọi điện thoại, nói với hắn một tiếng ngươi đã tỉnh, tỉnh hắn lại lo lắng. Hảo. Tuy nói là tỉnh, nhưng Vu Nam vẫn đang cảm thấy toàn thân vô lực, thần sắc thượng không khỏi liền mang ra một chút. Từng tí không sai biệt lắm muốn đánh xong, trạm hút dương nhổ kim tim, nhượng chính nàng ấn dáng tại lỗ kim thượng bông y tế. Ngươi bây giờ vừa mới tỉnh, còn là lại nghỉ ngơi một chút đi. Có đói bụng không? Ta đi cho ngươi nấu ba cháo uống. Húc ca còn có thể nấu cháo nha. Vu Nam mới lạ ngoắc ngoắc khóe miệng, ngươi trước bận đi, ta không sao đúng rồi thang viên hai ngày này không lăn qua lăn lại đi trạm hút dương quay đầu nhìn nàng một cái lắc lắc đầu ta dự đoán thang viên cũng lây theo hôm qua bắt đầu liền nằm bò ở trên ban công không ăn không uống cũng không động ta tìm căn vòng trang sức cho nó buộc khởi tới phải không vu nam liễm hạ con ngươi nhợt nhạt ứng một câu nuôi thang viên mấy tháng đã sớm có cảm tình bây giờ nghe nói nó bị nhiễm virus chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thất vọng hy vọng nó có thể tốt, ở trong cuộc sống sau này cùng nàng kề vai chiến đấu. Trạm hút dương đóng cửa ra, vu nam tỉnh tỉnh nằm ở trên giường, nhớ tới lại là lòng còn sợ hãi, thật tốt, nàng còn sống, còn có thể hô hấp thế giới này không khí. Kiếp trước tử quá nhanh, căn bản không có để lại cho nàng nửa điểm nhi phản ứng thời gian, lần này nàng lại là thật thật tại tại cảm nhận được virus là như thế nào trong cơ thể lan tràn, cái loại đó chờ chết cảm giác, thậm chí so với trực tiếp chết càng làm cho nhân khó có thể chịu đựng. ở quỷ môn quan dạo qua một vòng mới phát hiện sinh mệnh mỹ hảo. trạm hút dương gọi điện thoại thanh âm đức Quảng theo ngoài cửa truyền vào đến, cũng không lâu lắm lại nghe đến hắn đi phòng bếp. vu nam hơi câu môi dưới giác, nàng thấy qua trạm hút dương người khiêm tốn bộ dáng, cũng đã gặp hắn khắc khổ huấn luyện bộ dáng, mọi chuyện yêu cầu làm được tốt nhất như vậy một người, không ngờ vẫn còn có như vậy cẩn thận, tiếp đất khí một mặt nghe nói hắn ở trường học lúc thành tích cũng là thập phần ưu dị vậy đại khái chính là trong truyền thuyết hài tử của người khác suy nghĩ lung tung một chút cảm thấy hơi chút có chút buồn ngủ liền hợp thượng mắt mông lung trung phát hiện mình trên người tự hồ hơn vài thứ đó là một loại rất khó dùng lời nói diễn tả được cảm giác thật giống như nói chuyện bước đi như nhau tự nhiên nàng có thể cảm thấy đó là một loại như là sương mù như nhau gì đó loãng phân bố ở trong thân thể nàng rõ ràng biết có thể khống chế chúng nó, lại lại không biết nên như thế nào sử dụng. Vu Nam cảm thấy đây chính là mạc thế trong tiểu thuyết thông thường dị năng, chỉ là không biết thuộc về kia một loại, hơn nữa nàng thử dụng ý niệm đem chúng nó rút ra bên ngoài cơ thể, cũng không nghĩ tượng trung dọc nước, hỏa cầu các loại xuất hiện, điều này không khỏi làm nàng có chút nhục chí. Lại mở ra tùy thân hệ thống kiểm tra rồi một lần, không thấy có biến hóa, này mới yên lòng dù sao thân thể vẫn chưa có hoàn toàn hảo, bất giác gian lại đã ngủ, trạm hút dương gọi nàng rời giường thời gian còn có chút đầu trọng cước khinh cảm giác. Phía sau bị tắt mấy đệm dựa, vu nam bưng trạm hút dương cố ý tìm tới chén nhỏ, từng muỗng từng muỗng uống bên trong mềm nọa vừa miệng rau dưa cháo. Lại uống một chén. Một chén thấy đấy, trạm hút dương nhận lấy bác lại thịnh một thì đi vào, bưng cho nàng. Hai chén cháo tiếng trong bụng, lập tức cảm thấy trên người nóng hổi khí nhi đô đi ra. Ba ngày không ăn đông tây, khoáng cái không có thể ăn quá nhiều. Uống trước hai ngày cháo nhượng dạ dày thích ứng một chút, lại ăn khác. Hảo. Vu Nam mình cũng minh bạch đạo lý, đương nhiên là nghe lời đáp lời. Nhìn bên ngoài sắc trời đã tối, tiểu thúc thúc còn chưa có trở lại sao. Hắn hai ngày này trở về đô tương đối trễ, nghe nói ngươi đã tỉnh nói là tảo điểm nhi trở về, ta dự đoán hẳn là nhanh. Trạm hút dương nhìn một chút sắc mặt nàng, ngươi là nghỉ ngủ tiếp. Còn là thế nào? Vu Nam đích thực là không quá muốn ngủ, chỉ là thân thể còn sử không hơn khí lực, hút ca có thể đỡ ta một chút không? Ta muốn đi xem thang viên. Trạm hút dương không hé răng, chỉ trầm mặt đem nàng khỏa ở trong chăn, mặt không đổi sắc ôm ra khỏi phòng gian. Ẩm một chút, đem Vu Nam náo loạn cái đỏ thẩm mặt, hồi bé theo nàng hội chạy sau này liền không nửa nhân ôm quá nàng, huống chi còn là công chúa ôm. Dù là mặt nàng da lại hậu, bị như vậy một đại soái ca ôm, cũng không khỏi mắt cỡ mặt đỏ tí tai. Trạm hút dương không có phát hiện của nàng quẩn cảnh, đem vu nam phóng tới ai ban công tức khắc, chỉ cho nàng nhìn, thang viên ở đàn kia, ít nhất nhìn tình huống hẳn là hướng hảo phương hướng phát triển. Lại cầm điều khiển từ xa cho nàng, xoay người lại mở nguồn điện, chính ngươi phải xem tivi, ta đi làm cơm chiều. Ân vu nam gật gật đầu lại nhìn nhìn nằm bò ở ban công trên mặt đất thang viên trạm húc dương như thế nào hội nhìn không ra nàng kia điểm tiểu tâm tư không cho phép xuống đất không cho phép vén chăn người nếu như lo lắng thang viên liền trước đem thân thể của mình dưỡng hảo vu nam rụt hạ cổ a à, biết chờ hắn tiến phòng bếp vu nam quay đầu hướng thang viên phương hướng hoáng nó mấy tiếng thấy nó không phản ứng gì thở dài húc ca nói đúng ít nhất thoạt nhìn không giống như là muốn chuyển biến xấu bộ dáng. Buổi tối Vu Chấn Thanh trở về nhìn thấy Vu Nam có vẻ rất cao hứng, vừa cẩn thận hỏi nàng cảm giác thế nào, có hay không không thoải mái các loại. Hôm nay vừa mới nhận được thông tri, sợ rằng hiện tại chúng ta hô hấp không khí, nước uống bên trong đô mang theo virus, Vu Chấn Thanh nhìn nhìn Vu Nam, cho nên ngươi mới lại đột nhiên phát tác. Vu Nam há miệng, muốn hỏi đều là ăn như nhau cơm, vì sao chỉ có nàng cùng thang viên xảy ra vấn đề, lại cảm thấy lời này nói ra tượng muốn nguyền rủa bọn họ như nhau, liền ngậm miệng lại. Vu Chấn Thanh nhìn ra của nàng nghi hoặc, thân thể tố chất không đồng nhất dạng, sức chống cự cũng không như nhau. Lão nhân cùng đứa nhỏ là sớm nhất phát tác. Nghĩ đến Vu Duệ, Vu Nam sắc mặt trung mang theo mấy phần ấy nấy. Cá nhân có người mệnh, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Vu Chấn Thanh ngược lại là trấn an khởi nàng đến, không để cho bọn họ nhìn thấy bây giờ quan cảnh, là chuyện tốt. Trong lòng biết tiểu thúc thúc trong lòng không chừng thế nào khó chịu, vu nam cũng là theo chuyển đề tài, vậy sau này cũng không thể uống nước máy sao. Dùng thủy làm sao bây giờ? Còn có trong không khí cũng có virus, chẳng lẽ chúng ta muốn mỗi ngày tùy thân đeo cái chế dưỡng khí cơ sao? Bình trang thủy, thùng trang thủy, hoặc là tồn xuống thủy. vu chấn thanh trả lời nói, virus truyền nhiễm tính cũng có sự phân chia mạnh yếu, hiện tại không khí cùng hối vào nước trung vi rút truyền nhiễm tính. Cũng không cường, so sánh với dưới ngược lại là bị tan thi trực tiếp bị nhiễm chí tử xác suất cao hơn thượng rất nhiều. Thế nhưng ai cũng không biết sau này vi rút có hay không hội sản sinh biến dị, hay hoặc giả là bị bị nhiễm khỏi hẳn sau này có hay không cũng sẽ tượng cái khác vi rút như nhau sản sinh kháng thể, để ngừa vạn nhất, nước máy còn là không muốn uống, đặng lúc nào nghiên cứu ra tinh lọc vi rút trang bị lại nói hắn chuyển hướng trạm hút dương, trong nhà có bình trang thủy sao? Không có. Trạm hút dương lắc đầu, trừ một thùng còn chưa mở phong thùng trang thủy, liền còn lại bình nước thượng bán thùng. Vu chấn thanh cao mày suy nghĩ một chút, muốn đi bên ngoài mua nước là không thái khả năng, thừa dịp hiện tại nước máy vấn đề còn không nghiêm trọng, quản gia lý có thể trang thủy đồ chứa đô trang thượng thủy, bất kể là thùng, chậu, vại, còn là bát, càng nhiều càng tốt. Ta này liền đi trạm hút dương theo hắn mua được một đống lớn bên ngoài đồ dùng tìm ra có thể sử dụng gấp thùng nước, ấm nước chờ một chút, sách tiếng phòng bếp. Vu Chấn Thanh nhìn Vu Nam núp ở trên sofa ngủ gà ngủ gật, cũng không gọi nàng, đi qua nhẹ chân nhẹ tay đem nàng ôm lấy đến, đưa đến tiểu phòng ngủ trên giường. Quay người đi tiếng phòng bếp, chính nhìn thấy trạm hút dương mang theo một cái màu lam thùng nước ở vòi nước phía dưới tiếp thủy, chân của hắn biên bày vừa mới tiếp hảo hai thùng nước trong. Điểm này Nhi Thủy uống không được bao lâu, còn phải nghĩ biện pháp từ bên ngoài mua nước nước trở về. Hắn thuận tay theo trên quầy cầm một ấm nước, mở ra đóng gói, để cho trạm hút dương. Trạm hút dương nhận lấy, đem hồ miệng đối vòi nước, ninh khai công tắc, ta hôm nay đi trên đường nhìn, bất kể là thương trường còn là thương điếm, không có một mở cửa. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vu Chấn Thanh thấp giọng nói một câu. Đúng vậy. Trạm Húc Dương nghĩ đến cái gì, châm chọc cười cười. Người này a, à, một khi đối mặt tử vong, chuyện gì làm không được. Vu Chấn Thanh sắc mặt cũng không lớn hảo, đi một bước nhìn một bước đi, sau này sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Hai ngày này vì chiếu cố Vu Nam, Trạm Húc Dương không có lại đi lầu 6, vẫn luôn là ở phòng khách trên sofa được thông qua. Lúc trước chuẩn bị vật tư cũng đều chuyển xuống, đôi ở Vu Chấn Thanh trong phòng ngủ thấy thời gian bất sớm, hai người tiếp hoàng thủy, mỗi người đi ngủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 Thứ 12 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Liên tục uống kỹ đốn cháo, vu nam thân thể rốt cuộc dần dần được rồi khởi đến. Theo có thể chính mình xuống đất bước đi, đến bây giờ đã cùng bị nhiễm vi rút trước không có khác nhau. Thang viên Vu Nam ngồi sổng thang viên bên cạnh, sờ sờ trên đầu nó mau. Thang viên vô lực mở mắt ra, liếm liếm tay nàng. Thang viên còn là tiểu cẩu, chính là hoạt bác hiếu động niên kỹ, lúc nào như thế ủ rũ đầu đạp não quá, nhìn nàng đau lòng nguy. Cho nó uy chút nước, lại ôm nó nói hội thoại, Vu Nam gục rửa tay đi làm cơm. Trong nhà Thái muốn tỉnh điểm ăn, ăn sạch cũng không chỗ nào bán đi. Trạm hút dương ỉ ở cửa phòng bếp khuôn thượng, nhàn nhạt nhắc nhở. Ngay trước mặt trạm hút dương, nàng không có cách nào lấy ra chân, chỉ có thể thành thành thật thật nhặt dễ hoại rau xanh sao đạo thức ăn chay ra. Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy chờ sao. Vu Nam vừa ăn cơm biên hỏi, quốc gia cũng không có đối sách. Trong khoảng thời gian này cũng không có lên mạng, Vu Chấn Thanh cùng trạm hút dương cũng không nói với nàng quá chuyện bên ngoài, nàng biết tình huống còn dừng lại ở mấy ngày trước đây ít nhất bây giờ còn không có nghe được có đối sách. Trạm hút dương dừng lại chiếc đũa, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Bởi vì cũng không đủ ngạnh quan hệ, rất nhiều tin tức chúng ta cũng không thể hiểu biết, cho nên cũng liền không có cách nào suy nghĩ quốc gia bước tiếp theo hội làm cái gì. Vì rút lan tràn tình huống thay đổi trong nháy mắt, nếu như chúng ta động quá sớm, rất có thể sẽ ở vội vàng gian làm ra phán đoán sai lầm. Chẳng thà lấy bất biến ứng vạn biến, yên tĩnh chờ huống hồ người thường có thể đãi ở nhà, thúc thúc của ngươi như vậy ở dịch quân nhân lại là không thể nào, quân đội còn đang, xã hội này liền còn có cứu. Ngươi không cần quá lo lắng, ta cùng với thúc đô hội bảo hộ ngươi. Vu Nam liễm hạ con ngươi, hơi xả một chút khóe môi. Đối với mình bị coi thành yếu thế quần thể, trong lòng có như vậy điểm không thoải mái. Trạm hút dương xem kỹ nhìn nàng một cái, câu dẫn ra một cái mỉm cười, ngữ tốc thông thả hỏi, theo ngươi nhượng ta mua vài thứ kia đến xem, ngươi là làm xong bên ngoài ngủ ngoài trời quyết định đi. Có thể nói cho ta tại sao không? Gặp được loại tình huống này thời gian, người bình thường đô hội tìm cái địa phương an toàn đợi đi. Vì sao ngươi hội muốn rời khỏi? Vu Nam tâm trạng cả kinh, ở dưới bàn nắm chặt nắm chặt nắm tay, ra vẻ tự nhiên trả lời, trong phim ảnh không phải như thế diễn sao? Tang thi ở trong thành thị du đảng, người sống liều mạng thoát đi thành thị mấy thứ này mua hoàng sau này có lẽ không dùng được thế nhưng vạn nhất cần là có thể phái thượng trọng dụng tràng nga trạm hút dương như là tiếp thu của nàng đáp án vậy ngươi có thể hay không lại nói cho ta khi ngươi bị bị lây bệnh thời gian vì sao một mực chắc chắn không thể đi bệnh viện ách khụ vu nam cười khang một tiếng nàng lộ ra kẻ hở thật đúng là nhiều hút ca ngươi nghĩ a à, bệnh viện là địa phương nào khi nhưng bệnh nhân tập trung khu đã đều biết bị bị nhiễm nhân có thể sẽ biến thành tan thi ta thế nào còn có thể nguyện ý đi nơi nào a à, trong bệnh viện lại không có có thể ức chế virus thuốc đi cũng vô ích còn không bằng ở nhà chờ chết làm sao ngươi biết không có ức chế thuốc trạm hút dương trên mặt không có gì biểu tình nhượng vu nam vô pháp đọc lên nội tâm hắn ý nghĩ nếu có thuốc cũng sẽ không lan tràn nhanh như vậy vu nam vô lực câu một chút khóe miệng trong lòng nghĩ lại là Đây là theo một quyển tiểu thuyết lý diễn sinh ra thế giới A, nếu như sớm như vậy liền khống chế được virus, tiểu thuyết nguyên tác giả còn viết cái cái gì kính? Ngươi so với ta trong tưởng tượng suy nghĩ tới nhiều hơn vấn đề. Trạm hút dương biểu tình làm cho nàng nghe bất ra những lời này là nghĩa tốt còn là nghĩa xấu, vu nam vui tươi hớn hở ứng, xem như hắn là đang khen chính mình. Khốn ở nhà ngày buồn chán mà đơn điệu, trừ làm làm cơ sở huấn luyện, liền trở nên không có việc gì. Thang viên quể oải 5 ngày mới khôi phục bình thường, hình thể lớn một vòng, có lần trong lúc vô ý vương móng vuốt cải môn, cư nhiên thoáng cái liền đem ván cửa trảo thấu, siêu cao lực phá hoại nhượng vu chấn thanh cùng trạm hút dương chặt lưỡi. Xét thấy hiện nay biến dị động vật còn chưa có khiến cho quá nhiều quan tâm, vu nam bị tam lệnh ngũ thân muốn xem ở thang viên, không cho phép nó ra cửa trước lấy họa. TV cùng mạng lưới trước hết mất đi tác dụng, sau đó là điện, thủy, thông tin, theo mùa đông đến, mọi người đô phát hiện, tăng thi số lượng không giảm mà lại tăng, tình huống không cho lạc quan. Rất nhiều gia đình tồn lương ăn sạch, ở đói quá bức bách hạ, bắt đầu có người bí quá hóa liều, ly khai gia môn đi cướp đoạt duyên nhai cửa hàng cùng thương trường, siêu thị. Có người nổi lên đầu, những người khác cũng bắt đầu theo nhau nhau noi theo. Vu Nam không chỉ một lần xuyên qua cửa sổ, thấy có người đeo thức ăn vội vã chạy quá, lại cuối bị vây thượng tan thi sinh sôi cắn chết sự tình. Vu Chấn Thanh mang về tin tức, mấy ngày nữa, toàn bộ nơi dùng chân nhân đem từng nhóm hướng Nam di chuyển, đi trước hối xuyên thị hoa đông căn cứ, Vu Chấn Thanh tên ngay nhóm đầu tiên danh sách ở giữa. Vừa lúc trong nhà tồn lương cũng mau ăn xong rồi, vừa vặn có thể quần áo nhẹ ra trận, thừa dịp còn có thời gian, Vu Nam phải đem còn lại thức ăn đơn giản xử lý một chút, sử chúng nó càng thêm tiện thủ dùng hoặc là kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ hạn. Buổi sáng đem sở hữu chưa tiến hành hông gió loại thịt da công đun sôi, buổi chiều thì lại là gạo và mì hoa màu này đó. Trạm hút dương nhắc tới còn thiếu vài thứ, không đến sĩ khuyên can đã ăn cơm trưa liền đi ra cửa. Vu Nam nghỉ ngơi một chút, một bên lo lắng trạm hút dương, một bên theo Vu chấn thanh trong phòng ngủ đem bột mì tìm ra, nhắc tới phòng bếp. Cảm tạ lão thiên, gas cung ứng hệ thống còn đang kiên cường vận chuyển, làm cho nàng không cần lại vì thế nào đem sinh biến thành thục mà phát sầu, cho dù nàng phát sầu nguyên nhân, khả năng chỉ là cần tự hỏi ở sự phát sau thế nào tự bào chữa. Được rồi, kỳ thực vu nam không phải không thừa nhận. Ở bất bại lộ hệ thống dưới tình huống, hợp lý lấy ra đông tây, đây thật ra là một phi thường nghiêm túc hơn nửa bức thiết vấn đề. Huống hồ mỗi ngày cùng trạm hút dương hoặc là vu chấn thanh đãi cùng một chỗ, Nàng căn bản là tìm không được bất kỳ cớ gì lấy ra bất kỳ vật gì, chỉ có thể thừa dịp bọn họ không chú ý, đang nấu cơm thời gian thêm một chút thức ăn đi vào, đây đã là cực hạn. Thức ăn, ở không tăng thêm bất luận cái gì hóa học thành phần dưới tình huống, hơi nước càng ít, bảo tồn thời gian liền hội càng lâu. Mì phở cũng là như thế, Vu Nam chuẩn bị chọn một ít mì chưa lên men loại mì phở đến làm, phương Bắc khu rất nhiều địa phương cũng có cùng loại thức ăn nàng tính toán nhiều làm vài loại, ăn không đến mức thái đơn điệu. Sống được rồi mặt, đem chúng nó nhéo thành một cái tiểu diện đoàn, nhu tiếng một chút muối, ấn biển, can mỏng, vải lên một tầng hắc bạch chi ma, dán tại đã hồng nóng hoa trên vách, tiểu hỏa hư. Định hảo thời gian, sau đó tiếp tục gia công tiếp theo qua mặt bôi. Vòng đi vòng lại lặp lại bộ này trình tự, thẳng đến loại này vừng hỏa thiêu chứa đầy một chỉnh chậu, mới bắt đầu chế tác tiếp theo loại suy nghĩ đến đường phân cũng là phải muốn bổ sung chất dinh dưỡng chi nhất, cho nên lần này là ngọt, hình dạng làm thành hình trứng, lấy kỳ phân chia. Sau nàng lại làm một ít bánh tráng, bánh nướng các loại, đem còn lại bột mì toàn bộ tiêu hao sạch lúc, đã là buổi tối. Vu Chấn Thanh cùng Trạm Húc Dương vẫn chưa về. Đóng cửa tại trù phòng khẩn cấp đèn, Vu Nam vô tâm tư ăn cơm, một người ôm đầu gối làm ở phòng khách trên sofa. Thang viên trong bóng đêm đã trúng qua đây, nhảy lên sofa cùng nàng rút vào với nhau. Không biết hút ca thế nào. Nàng thấp giọng nói. Từ thông tin cũng chặt đứt sau này, đại gia thoáng cái đô biến thành, thư từ qua lại dùng rống, chống lạnh dùng run rẩy tình hình. Thang viên đưa qua đầu ở trên đầu nàng đỉnh đỉnh, lại lè lưỡi ở trên tay nàng liếm hạ. Hôm nay tiểu thúc thúc trở về thời gian cũng có chút chậm. Vu Nam lại nói. Ở này từ từ mất đi trật tự xã hội trung, đương nàng thử đem vu chấn thanh cùng trạm hút dương chân chính cho rằng người nhà sau này liền thường thường ở vào sợ hãi trong lo lắng ở nàng nhìn không thấy địa phương hai người bị thương tổn lo lắng hơn bọn họ ở nàng không biết thời gian biến thành chỉ còn lại có ăn cơm dục vọng tan thi trong phòng yên tĩnh cực kỳ chỉ có nàng cùng than viên tiếng hít thở lầu trên lầu dưới cũng không có động tĩnh không biết là không phải là bởi vì thiên thái hắc cho nên đô sớm ngủ Vu Nam mở trò chơi hệ thống, nhìn hình cái đầu biên lóe ra hoàng sắc canh tân nhắc nhở. Kiểm tra đến có thể dùng canh tân, có hay không lập tức tiến hành hệ thống thăng cấp. Này nhắc nhở xuất hiện mấy ngày, nàng vẫn không có phản ứng này ra, hiện tại bực bội lợi hại, thế là lại nghĩ tới. Nàng điểm hạ à là cái nút, hiện ra một tiến độ điều, khoảng chừng mấy giây sau, nêu lên canh tân hoàn thành. Mấy mặt biên mở ra nhìn nhìn, không có phát hiện có chỗ nào xảy ra thay đổi, mà nàng tối quan tâm hợp thành cùng thương thành mặt biên vẫn như cũ là màu xám, vô pháp mở. Thật không biết cần gì dạng điều kiện mới có thể mở ra. Ở vắng vẻ không gian trung, cho dù là một ít nhỏ bé thanh âm cũng có thể truyền rất xa. Nghe thấy động tĩnh thời gian, Vu Nam lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, nương ánh trăng, nàng cầm lấy trên bàn đèn pin ống mở, giải cả phòng hắc ám theo chìa khóa chuyển động đóng cửa phát ra răng rắc một tiếng vu chấn thanh phí lực đỡ trạm hút dương đi vào trong phòng tiểu thúc thúc hút ca làm sao vậy vu nam xông tới viết mắt liền thấy trạm hút dương bên trái vai bị màu trắng vải xô băng bó khởi đến trên y phục vựng nhiễm tảng lớn màu đậm dấu vết ở trong tối ảnh trung xu gần với màu đen ta không sao trạm hút dương ngoắc ngoắc khóe môi suy yếu nói giúp ta đem hắn đỡ đến phòng ngủ của ta lý đi. Vu Chấn Thanh nói với Vu Nam. Ứng Thanh, Vu Nam cẩn thận né qua trạm hút dương cánh tay cùng vai vùng, đỡ lấy hắn một mặt khác. Đưa hắn an trí đến trên giường, Vu Nam dò hỏi nhìn về phía Vu Chấn Thanh. Vu Chấn Thanh đập đấm vai, một hồi lại nói, trong nhà còn có ăn sao? Ngươi trước lộng điểm cơm cho hắn ăn. Chờ ta mấy phút. Vu Nam lưu lại đèn pin, Mạc Hắc đi vào phòng bếp. Dùng súc đặc bảo điều ra một qua canh gà, lại hạ một chút mì sợi cùng rau xanh, thịt băm, bất mấy phút nữa, một đại chậu nồng hương canh gà mặt liền ra oa. Tiểu thúc thúc, ngươi cũng ăn chút đi, ta nấu không ít. Nàng bưng mặt đi vào phòng ngủ. Vu chấn thanh ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, ta đi bên ngoài ăn. Ở tại trù phòng, chính ngươi thịnh. Vu nam căng dặn một câu, cầm chén bưng đến trạm hút dương trước mặt. Ta tự mình tới là được. Trạm hút dương vương không có bị thương tay phải. Có thể, ta cho ngươi bưng bát, chính ngươi ăn. Vu Nam nói, đem chiếc đũa đưa tới. Không hỏi hắn vì sao lại bị thương, trầm mặt nhìn hắn ăn xong, mới hỏi, lại thịnh một chén. Trạm hút dương lắc lắc đầu, không cần. Được rồi, vậy ngươi tạo điểm nghỉ ngơi. Vu Nam cầm chén phóng tới bên cạnh, giúp hắn dời đệm dựa nằm trên giường kéo qua bên cạnh chăn triển khai cho hắn đắp lên chúc ngủ ngon nàng cầm lên bát đũa ly khai thuận tay đem đèn pin đóng môn quan thượng đem đã dùng qua bộ đồ ăn bỏ vào rửa bát trì vu nam ngồi vào bàn ăn biên chờ tiểu thúc thúc ăn xong mới hỏi khởi sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua húc dương ra thời gian cùng người nổi lên xung đột không ngờ đối phương có súng thố không kịp đề phòng hạ đã trúng một thương may mắn có chi đội ngũ ở phụ cận thu thập vật tư liền đem hắn cứu trở về trạm húc dương nói đội ngũ là chỉ nơi dùng chân nội phái ra đội ngũ một mặt là vì thanh lý bộ đội đại viện phụ cận du đảng tang thi mặt khác còn muốn tận khả năng nhiều thu thập chặt cần vật tư vì bọn họ di chuyển làm chuẩn bị vu trấn thanh nói rất giản lược nhưng vu nam đã biết nàng muốn biết sự tình còn những thứ khác nàng cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm buổi tối ngươi ngủ tiểu phòng ngủ đi, ta ngủ sofa. Nàng thu hồi trên bàn bát chậu, cùng lúc trước phóng cùng một chỗ, dùng gạo cái phao thường, đẳng ngày mai lại soát. Chờ nàng từ phòng bếp ra, nhìn thấy vu chấn thanh đã nằm tới trên sofa. Tiểu thúc thúc. Vu Nam bất đắc dĩ nhìn hắn. Sao có thể nhượng ngươi một nữ hài tử mọi nhà ngủ sofa? Vu Chấn Thanh mở mắt ra, dịch hạ góc chăn, được rồi, ngươi vội vàng đi ngủ đi, ngày mai còn có một đôi sự tình muốn bận đâu. Ngày kia liền phải lên đường, các ngươi được theo gia thuộc cùng đi, Húc Dương cái dạng này khẳng định liên xe cũng không pháp khai, đến lúc đó có ngươi mệt. Được rồi. Vu Nam nhấp môi dưới, kêu lên thang viên cùng nàng cùng nhau vào phòng đi ngủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 13 Thứ 13 chương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com sáng sớm rời giường nấu hỗn loạn món chính là vừng hỏa thiêu ăn xong sau này vu chấn thanh đi làm việc vu nam mang theo một túi gạo đến phòng bếp phát ngốc này mễ còn là nàng đến kiều lâu lúc dùng hệ thống phát ra đưa cho tiểu thúc thúc mễ trước mua mễ còn chưa có ăn xong vẫn phóng cho tới bây giờ trừ muộn cơm cùng nấu cháo trong khoảng thời gian ngắn vu nam cũng nghĩ không ra này mễ nên xử lý như thế nào mới tốt nắm lên một phen nghe nghe có rất tươi mát mùi gạo chồi mầm cũng hoàn chỉnh bảo lưu ở phía trên đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện phân bố ở trên tay năng lượng vậy mà so với bình thường sống động một chút không rõ ràng thế nhưng xác xác thực thực tồn tại vu nam a một tiếng loại này dị thường tự hồ là ở tiếp xúc được này đó chồi mầm mễ thời gian mới xuất hiện nàng nghĩ nghĩ đem năng lượng hướng mễ thượng rót vào một ít phát hiện những năng lượng này lại có một phần trữ tồn tại mễ trung. Bất quá biểu hiện ra thoạt nhìn, này đó mễ không có bất kỳ biến hóa nào. Vu Nam tựa ở quầy hàng biên, tự hỏi khởi chúng nó cùng bình thường gạo chỗ bất đồng. Hệ thống xoát ra tới xem như là một điểm, còn có một chút là có chồi mầm thả chồi mầm hoàn chỉnh, mặt khác chính là ngày so sánh tân, nếu như dựa theo xoát ra tới ngày coi là không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hạng nhất hạng nhất bài trừ nàng trước soát một cân bình thường gạo ra phát hiện năng lượng không có bất kỳ dị động điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba có thể bài trừ còn lại khả năng tính lớn nhất điều thứ hai chồi mầm là hạt giống quan trọng cấu thành bộ phận chồi mầm mễ tức thì bị dự vì có lực sinh mệnh sống mễ cùng với nói là năng lượng đối chồi mầm có phản ứng vu nam càng khuynh hướng thế là đối lực sinh mệnh sinh ra phản ứng nàng nghĩ đến một loại khả năng tính liền không thể chờ đợi được xoát ra một viên lúa nước hạt giống thí nghiệm. Quả nhiên, đương hạt giống rơi vào trên tay thời gian, năng lượng phản ứng càng thêm mãnh liệt. Kiềm chế kích động tâm tình, Vu Nam đem năng lượng dẫn dắt đến hạt giống thượng, mắt thấy nó lấy không giống tốc độ bình thường mọc rễ, nảy mầm, nhảy nhánh, trổ bông, cho đến hoàn toàn thành thục không hề biến hóa. Toàn bộ quá trình một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền hoàn thành bình thường lúa nước ba tháng sinh trưởng chu kỳ. Vu Nam nửa ngày đô phản ứng không kịp, hồi lâu sau, mới không thể ức chế ở tại chỗ nhảy mấy cái. Đây xem như là thực vật dị năng đi, nàng âm thầm suy đoán. Mặc dù thoạt nhìn không có gì lực công kích, nhưng là lại có thể vì nàng sau này lại lấy ra mới mẻ rau dưa tác mượn cớ. Tiếp núi liếc mắt nhìn trên bàn chồi mầm mễ, nàng lắc lắc đầu, nếu như chồi mầm mễ cũng có thể nảy mầm sinh trưởng thì tốt rồi, như vậy là có thể biến thành mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần gạo hãy còn hưng phấn một hồi, ở tại trù phòng qua lại đi rồi vài vòng, lại lấy sổ hạt kiền ớt hạt giống thí nghiệm, phát hiện cũng như nhau có thể sinh trưởng hậu, Vu Nam bắt một nắm hạt giống chạy vào chủ phòng ngủ. Hút ca, hút ca ngươi. Đã ngủ chưa? Nàng với vào đầu đi, vừa lúc chống lại trạm hút dương mở mắt ra con ngươi. Hắc hắc. Ngốc cười một tiếng, chân chó tiến đến bên giường. Hút ca. Ân. Ừ hút ca ngươi khỏe chưa vu nam nhếch lên khóe miệng thế nào đô rơi không dưới đến trạm hút dương sáng sớm có chút phát sốt ăn quá dược sau này nói là muốn ngủ một hồi nhi nàng vừa một kích động liền đem này mã sự cấp đã quên đô đẩy cửa ra mới nhớ tới trạm hút dương yên ổn nhìn nàng một cái ngươi vừa muốn nói không phải những lời này đi ha 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 vu nam cười gượng mấy tiếng ăn ngay nói thật ta có siêu năng lực ngươi đang nằm mơ sao thực sự thực sự sợ hắn không tin vu nam còn cố ý giơ tay lên lý hạt giống ngươi xem trạm hút dương diện vô biểu tình nhìn nàng một lát vu nam rốt cuộc phát hiện mình bởi hưng phấn quá độ dẫn đến chỉ số thông minh kịch liệt thoái hóa tình huống che miệng giả khụ một tiếng nàng đơn lấy ra một viên hạt giống biểu thị một lần theo hạt giống sinh trưởng trở thành ớt quá trình sau đó ánh mắt sáng quắc đối trạm hút dương ta đang nằm mơ. Vu Nam ai oán nhìn hắn một cái, cầm lên trên tủ đầu giường nhiệt kế lắc lắc, để cho trạm hút dương, đo nhiệt độ. Nói xong, nàng đem ớt cát qua trên tủ đầu giường, đi tới bên cạnh kiểm kê thẳng dư thức ăn. Nghĩ không ra gạo xử lý phương pháp liền trước bất xử lý, cùng lắm thì đợi được ăn thời gian lại nói. Còn lại muốn dẫn đi gì đó đều phải vào hôm nay chỉnh lý ra, bằng không sáng mai xuất phát, lại thu thập liền không còn kịp rồi còn có 40 cân mễ, một điểm hoa màu, 20 cân mì sợi, loạn thất bát tao một đống, nàng thở ra một hơi, muốn dẫn gì đó không ít a, à. tại trù phòng còn có thật nhiều, y phục cũng muốn mang, còn có lều vải, túi ngủ kia một đống. Một chiếc xe sợ rằng trang không dưới. Trạm hút dương lấy ra nhiệt kế nhìn xuống, 38 độ 6. Hậu bị rương cùng chỗ ngồi phía sau, tắt được chặt một điểm hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta khai thiết nặc cơ đi, thực sự không được trên mui xe cũng có thể phóng. Hắn buông nhiệt kế nói. Vu Nam quay đầu, bao nhiêu độ? Vẫn có một điểm đốt. Trạm hút dương như không có việc gì nói. Vu Nam hoài nghi đi tới trước mặt, cầm lên nhiệt kế, mặt trên biểu hiện nhiệt độ đã biến thành 35 độ 7. Trong lòng biết sẽ không giống hắn nói như vậy qua loa, nàng không tính toán vạch trần, lại ăn một lần thuốc hạ sốt, còn có thuốc trị thương cũng nên thay không cần làm phiền. Trạm hút dương thở dài nói. Vu Nam làm bộ nghe không được, trực tiếp đóng cửa ra. Theo phòng khách lấy hòm thuốc, cho hắn vết thương một lần nữa thượng dược, dùng vải xô cẩn thận gói kỹ. Sau đó lại cho hắn uy thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt, đắp kính chăn, kéo lên rèm cửa sổ, Vu Nam đóng cửa lại rời phòng. Ô! Trải qua phòng khách lúc, thang viên ngẩng đầu theo trong cổ họng quải công phát ra một tiếng ùng ục thanh. Vu Nam đem ngón trỏ đặt ở miệng thượng suyệt một tiếng, đi vào tiểu phòng ngủ thu thập đồ đạc của mình. Đồ của nàng vốn có sẽ không nhiều, hơn 10 phút liền thu thập xong. Nghĩ nghĩ, lại mở ra hệ thống soát một chút rau dưa hạt giống ra, bất quá không có bắt được trong hiện thực, chỉ là đặt ở hệ thống ba lô lý, đẳng dùng thời gian lại thủ. Có lẽ là bởi vì ngày mai muốn xuất phát, Vu Chấn Thanh hơn một giờ chiều liền đã trở về. Hắn thế nào? Hắn thay đổi dép, ngồi vào trên sofa thấp giọng hỏi. Vu Nam lắc lắc đầu, vẫn ở phát sốt, buổi sáng ăn dược cũng không có gì dùng, sau đó cho hắn ăn hai mảnh thuốc hạ sốt ngủ. Ý thức thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh, buổi trưa còn khởi đến ăn cơm. Ta đi xem. Vu Trấn Thanh đứng dậy, đi vài bước lại quay đầu lại hỏi, Đông Tây thu thập thế nào? Thức ăn đô chỉnh lý xong, có thể làm thuộc hoặc là hông gió đô xử lý qua ta không biết hai người các ngươi y phục còn muốn mang cái nào, liền không động. Vất vả, buổi chiều nghỉ ngơi đi, còn lại ta thu thập. Vu Chấn Thanh nói, đẩy cửa tiến phòng ngủ. Không bao lâu, hắn lại phản trở về, cầm trong tay chỉnh bụi cây có chút khô héo ớt, đây là có chuyện gì? Út! Đây là ta vừa mới phát hiện dị năng, có thể đề cao thực vật. Bởi vì dị năng mang đến hưng phấn tâm tình đã bình tĩnh lại, lúc này vu nam biểu tình giống như là đang nói nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu dù sao cùng dị năng so với trên người nàng hệ thống càng thêm nghịch thiên vu chấn thanh lộ ra ngoài ý muốn biểu tình còn có không dễ phát hiện quan tâm cụ thể một điểm nói đúng là chỉ cần hạt giống còn có hoạt tính ta là có thể dùng dị năng đề cao sinh trưởng vì thành bụi cây nàng giải thích nói rất thực dụng kỹ năng vu chấn thanh cười hạ đem ớt cho vào ở trên bàn trà thân thể của ngươi không có sao chứ dùng xong dị năng có thể hay không không thoải mái húc dương cũng biết không có việc gì rất tốt húc ca cũng biết vu nam gật đầu trả lời nói không muốn lại nói cho người thứ tư nếu như ngươi không muốn bị cưỡng chế tính hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ lời vu chấn thanh trịnh trọng nói ở trước ngươi đã có vết xe đổ ta biết thế nhưng ngươi không đồng nhất dạng, ngươi là của ta tiểu thúc thúc a, cho nên ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Tinh nửa câu sau không cần nàng nói ra, Vu Chấn Thanh cũng có thể minh bạch ý của nàng. Ngươi trong lòng mình đều biết liền hảo. Vu Chấn Thanh câu hạ khóe miệng, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi thu dọn đồ đạc. Ân. Ừ. Không thể không nói Vu Chấn Thanh phản ứng nhượng trong lòng nàng nhẹ nhõm rất nhiều. Vu Nam nằm trên ghế salon nhìn một chút thư chợt nhớ tới còn đã quên một việc, vội vã xoay người mặc vào dép, chạy chậm đến chủ phòng ngủ cửa. Nàng nhẹ nhàng gõ hạ, đẩy cửa ra, tiểu thúc thúc. Lo lắng đánh thức Trạm Húc Dương, nàng nhỏ giọng hô. Vu Chấn Thanh buông đang thu thập y phục, đi ra đến. "Chuyện gì?" Hắn đóng cửa lại hỏi. "Trên đường ăn, dùng đô là mình chuẩn bị sao?" Nói thí dụ như xăng gì gì đó. Trong tiềm thức nhận vì sao cũng không thiếu cho nên chuẩn bị đông tây thời gian cũng không phải là như vậy để bụng. Thế cho nên nàng đến bây giờ mới nghĩ khởi cơ răng chê rốc lượng dầu tiêu hao khá lớn, sợ rằng một trương dầu căn bản là không đủ dùng. huống hồ nàng không có đi xem qua, hiện ở trong xe còn còn lại bao nhiêu dầu cũng là cái không biết bao nhiêu. Vu chấn thanh sửng sốt, ảo não giơ tay lên gõ đầu óc của mình, nhìn ta này đầu óc. Đã quên nói, cùng đội xe cổ cần chính mình nhận tất cả chi khác trong nhà cũng có, dầu lời cũng chỉ có thể ở trên đường tìm địa phương thêm. Xe của ta Lý có dầu, rút ra được hay không? Nàng theo sửa chữa xưởng thủ xe trở về trên đường thuận tiện đem bình xăng rót đầy, vừa lúc phái thượng công dụng. Sợ rằng không được. Vu chấn thanh tiếc núi nhìn nàng một cái, hiện tại xe cũng có chống trộn dầu thiết kế, theo cố lên miệng là trừ bất ra bao nhiêu dầu tới. Nghĩ phóng dầu chỉ có thể đem xe nhất lên đến, theo bình xăng phía dưới phóng dầu việc phóng dầu thế nhưng chúng ta trên tay căn bản không có công cụ vu nam còn là lần đầu tiên nghe nói ngay người hạ phiền muộn nói thầm một câu ta kia thế nhưng một chỉnh trương dầu a nàng nghĩ nghĩ ngươi biết hút ca tô chiếc xe kia bản số xe sao ta trước đi xuống xe một chút còn có bao nhiêu dầu ta với ngươi cùng nhau vu trấn thanh không yên lòng nói không cần dù sao là ở trong viện ta mang theo thang viên cùng nhau đi xuống là được. Vu Nam theo trên bàn nắm lên chìa khóa xe, đi tới cửa đi đổi giày. Ta với ngươi cùng đi, hoặc là chính ta đi, ngươi chọn như nhau. Vu Chấn Thanh chân thật đáng tin nhìn nàng. Vu Nam cùng hắn đối diện một hồi, bại hạ trận đến, được rồi được rồi, ngài cũng cùng đi. Nàng đổi hảo hài, thang viên. Qua đây. Nằm bò trên mặt đất thang viên rất nhanh chạy đến trước mặt. Chờ Vu Chấn Thanh thay đổi hài, hai người mang theo thang viên đóng cửa lại xuống lầu. Vu Nam đã có đêm gần một tháng cũng không có ra quá môn, chợt nhìn thấy trên thang lầu, trên tường khô cạn hậu nâu bắn tung tóe dấu vết, nàng nhịn không được kinh ngạc một chút. Ở người hôn mê mấy ngày nay lý, trên lầu rất nhiều người đô biến thành tang thi, cũng may là ở bộ đội trong đại viện, rất nhanh liền bị thanh lý sạch sẽ. Vu Chấn Thanh đi ở sau lưng nàng, ánh mắt trầm trọng đảo qua kia tảng lớn vết máu. Vu Nam nhấp môi dưới, trầm mặt đi xuống thang lầu. Trong viện không khí trầm lặng, một người đô nhìn không thấy, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thối. Phía trước bản số xe là SE3697 một lục sắc đại thiết. Dựa theo tiểu thúc thúc theo như lời tìm được xe, Vu Nam đi qua, dùng chìa khóa mở cửa xe. Nhảy lên điều khiển tọa, khởi động động cơ, dầu lượng kim đồng hồ dừng ở hơn phân nửa vị trí. Còn còn lại bán trương dầu, xe này một trương dầu có thể chạy bao nhiêu? Nàng hỏi. Tình huống không quá lạc quan. Bình thường kiểu nhỏ xe thông thường một trương dầu có thể chạy 500, 600 công lý. Nàng không lái qua lượng dầu tiêu hao lớn như vậy xe, không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Suy nghĩ đến đoạn đường này tình hình giao thông khẳng định cũng không khá hơn chút nào, nói không chừng còn có thể vòng lộ gì gì đó, bán trương dầu nhất định là không đủ. Này khoảng xe lời vua chấn thanh cao mày suy nghĩ một chút đại khái có thể chạy 7-8 bách đi bán trương dầu cũng chính là ba bốn bách công lý đủ cũng không phải chỉ có chúng ta một chiếc xe mọi người đều được cố lên tới trạm xăng dầu lại thêm mảng chính là ta trong xe dầu thực sự không có biện pháp lộng đi ra không vua nam chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần không phải đã nói với ngươi chỉ có thể theo bình xăng phía dưới phóng dầu xe dưới cứ như vậy điểm độ cao phóng dầu việc một khai, này dầu căn bản không có cách nào tiếp, dù cho tiếp hoàng cũng không sạch sẽ, không có cách nào lại dùng. Được rồi. Vu Nam phờ phạt đóng động cơ, xuống xe khóa cửa. Trở về đi. Vu Chấn Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, cơm chiều sớm một chút ăn, ngủ sớm dậy sớm, sáng mai 8 điểm ra phát. Vu Nam hai tay giấu tiếng thượng trong túi áo, gật gật đầu, hảo. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 14 Thứ 14 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lại là làm cả đêm mộng, mơ tới suối một thân mưa, sau đó bỗng nhiên liền tỉnh. Bên ngoài truyền đến bước đi thanh âm cùng giọng nói, vu nam nhắm mắt lại tỉnh một chút chợp mắt, sau đó mở mắt ra ngồi dậy mặc quần áo. Tỉnh Nghe thấy tiểu thúc thúc thanh âm, còn có chút mơ hồ vu nam ngẩng đầu, điểm điểm, ân. Tiểu thúc thúc sớm. Đi vào toilet đánh răng, rửa mặt, lại lúc đi ra đã hoàn toàn thanh tĩnh. Liếc nhìn ngồi ở trên sofa trạm hút dương, hút ca, thế nào sớm như vậy đã thức dậy. Ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều. Trạm hút dương sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, bất quá tinh thần nhìn hoàn hảo. Còn phát sốt sao? 37 độ. Vu Nam gật gật đầu, ta đi làm cơm sáng vòng qua chính đêm trong phòng ngủ gì đó hướng phòng khách chuyển vu chấn thanh, vu nam đi vào phòng bếp. Bên trong cơ hồ đều phải không, nguyên bản tràn đầy thức ăn tất cả đều không thấy bóng dáng, tiểu thúc thúc, sớm muốn ăn cơm cái gì. Ngươi đem ăn đô chuyển đi, còn để lại điểm ở trong tủ lạnh. Vu chấn thanh thanh âm theo phòng khách truyền đến. Theo ngừng điện sau này, tủ lạnh liền mất đi thích đáng tác dụng, chỉ có thể đương cái bát tủ dùng. Vu Nam ở trong tủ lạnh tìm được một túi nhỏ bột ngô, năm trứng gà, còn có một trương bánh nướng áp chảo. Chỉ có như thế ít đồ, căn bản không cần nàng lại lo lắng suy nghĩ muốn ăn cái gì. Bột ngô nấu cháo, trứng gà làm thành trứng luộc trong nước trà, sẽ đem bánh nướng áp chảo hâm lại. Tìm tiểu thúc thúc hỏi rõ ràng hông gió thịt bò phóng ở địa phương nào, rút ra hai căn cắt thành đinh, đảo một chút dầu tiên thục, cơm sáng liền đủ sống. Ba người ngồi ở trước bàn ăn ăn xong ở đây cuối cùng một bữa cơm, tiểu thúc thúc lưu luyến liếc một vòng, thở dài, đi thôi. Cần mang đi gì đó đôi nửa phòng khách, trạm hút dương bị thương bất tiện, vu nam cùng vu chấn thanh hai người một chuyến tranh mang lên chuyển hạ, đem đông tây từng chút từng chút nhét vào trong xe, cuối cùng chỉ còn lại có một chút cực chiếm địa phương qua bác bầu chậu, bưng cái tiểu nồi đun nước cùng ba người bác đổ nhét vào điều khiển tọa hạ mặt, còn lại liền không thể không buông tha. Vu Nam để lại xếp sau chỗ ngồi cho Trạm hút Dương nằm, hai hàng tọa giữa trục bánh xe biến tốc tắt một chút lều vải, thổi phòng điếm các loại không sợ áp gì đó nhồi, lại đơn lấy một khí điếm hàng nhái khí, đặt ở xếp sau tọa thượng, liền tạo thành một nho nhỏ giường đơn. Phó chỗ tài xế ngồi phóng đều là sẵn thức ăn, bất luận là Trạm hút Dương hoặc là nàng đói bụng, thân thủ là có thể lấy ra ăn. Lưu cho thang viên địa phương quá nhỏ, nó cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nằm bò ở phó điều khiển tọa tiền đệm thượng đầu hơi chút nâng cao một chút sẽ gặp đụng vào tạp vật ngăn kéo mặt trên càng không cần phải nói là đứng lên ngươi liền ủy khuất một chút đi ai nhượng ngươi tử đại đâu vu nam xoa xoa đầu của nó ở bọn họ khuân đồ trong lúc có kỹ nhóm người đã chạy tới bọn họ phía trước có lái xe có đi bộ nhưng mang gì đó không có một nhà có thể tượng bọn họ nhiều như vậy qua cửa nhỏ sẽ có người nói cho các ngươi biết tập kết địa điểm. Ngươi cùng hút dương lên xe, ta tản bộ quá khứ. Bọn họ chuyển hoàng cuối cùng một chuyến, vu chấn thanh sam trạm hút dương đứng ở bên cạnh xe. Hảo! Vu Nam giúp đem trạm hút dương đỡ thượng chỗ ngồi phía sau, đóng cửa lại. Ta ban ngày muốn đi theo đoàn lý cùng nhau hành động, chính các ngươi cẩn thận, buổi tối đóng quân lúc nghỉ ngơi ta tận khả năng với các ngươi cùng nhau. Vu Chấn Thanh trên tay mang theo một cái túi, bên trong là nàng lâm thời cho hắn trang thượng thức ăn nước uống. Không quan hệ, tiểu thúc thúc không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt hút ca. Vu Nam mở cửa lên xe, đánh xuống cửa sổ xe, chúng ta đi trước. Nàng nói, đi đi, trên đường cẩn thận, chú ý an toàn. Vu Chấn Thanh vất tay một cái. Vu Nam hơi gật đầu, liếc nhìn đã mọc lên tới kết nước nhiệt độ, dẫm ly hợp treo chặn xuất phát trước đây ở cửa nhỏ canh giữ trạm gác đã bỏ chạy đi qua cửa nhỏ vu nam bị một danh thủ chấp tiểu kỳ mặc quân áo khoác ngoài binh lính ngăn lại tùy đội gia thuộc đến thao trường gốc đông bắc tiểu bạch lâu phía trước tập hợp hảo cảm ơn vu nam gật gật đầu đóng cửa cửa sổ đem xe khai nói với hắn địa điểm tiểu bạch lâu tiền đã tụ tập ngủ chiếc xe còn có thật nhiều không có xe nhân đeo đủ loại bao cùng túi trung cầm cập đứng ở gió lạnh trung bọn họ tận lực đem thân thể kề xe xung quanh để hấp thu động cơ phát ra một chút nhiệt lượng. Vu Nam bọn họ xe vừa mới vừa tựa vào gần dừng lại, lập tức liền có nhân xông tới. Vu Nam cảnh giác rơi xuống khóa, mới đưa cửa sổ xe mở điều tiểu vá, có chuyện gì sao? Ngươi xe này thượng còn có thể ngồi hạ nhân bất? Có thể hay không mang cá nhân a? À? Một danh khẩu âm rất nặng, tóc lộn xộn nam nhân trung niên hướng nàng trong xe xem xét nhìn, hỏi chúng ta này có một thượng mấy tuổi lão đầu, có thể giúp bận kéo một chút bất. Nam nhân bên cạnh tiểu cô nương xuyên qua cửa sổ xe, khát vọng nhìn nàng đặt ở trên chỗ ngồi trước một hộp sô cô la, -ba, ba ba, ta muốn ăn sô cô la. Nàng kéo nam nhân vạt áo, cười cười ngoan, chờ đến địa phương, ba ba mua cho ngươi sô cô la. Nam nhân sờ sờ tiểu cô nương tóc, lại lần nữa nhìn về phía vu nam. Vu nam lắc lắc đầu, xin lỗi, trên xe trang không được. Liếc mắt một cái tiểu cô nương trên người đơn bạc y phục, không khỏi có chút mềm lòng, nhiều hỏi một câu, biết lái xe không? Bất. Sẽ không, làm sao vậy? Nam nhân cảnh giác trừng nàng. Vu Nam dở khóc dở cười lắc lắc đầu, chính mình liền như vậy tượng người xấu sao. Cúi đầu liếc mắt nhìn trên xe biểu hiện thời gian, vừa mới 7.30, chạy nhanh một chút hoàn toàn tới kịp gia thuộc khu ba hào lâu tam đơn nguyên hai linh một cửa phòng không khóa ở vào cửa tủ dày mặt trên có đem chìa khóa xe là một chiếc hồng sắt hiện đại bản số xe thanh l năm chín đi xuống lầu là có thể nhìn thấy nếu như ngươi có thể tìm được nhân lái xe chiếc xe kia liền tặng cho ngươi ba bước bên ngoài nghe thấy bọn họ nói chuyện một nữ nhân nghe nói vui vẻ nàng đẩy ra hai bên nhân chen đến trước mặt dùng sức vỗ vỗ cửa sổ xe ai muội muội, ta sẽ lái xe, đem xe cho ta đi, nhà của ta còn có cái một tuổi đại đứa nhỏ. Vu Nam liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đi lái xe, kéo lên bọn họ không phải vừa lúc sao? Nữ nhân trần trừ liếc mắt nhìn nam nhân cùng nữ nhi của hắn, cắn cắn răng, đi, các ngươi chờ, ta đi lấy chìa khóa đi lái xe tới đây. Nói xong, liền lập tức chạy ra ngoài. Thấy không có mình chuyện gì, Vu nam quay cửa xe lên, không hề phản ứng phía sau vây thượng người tới đàn. Ngươi không tiếc. Chỗ ngồi phía sau thượng truyền đến trạm hút dương hơi khàn khàn thanh âm. Uống nước. vô Nam vỗ vỗ không an phận than viên, theo bên cạnh cầm lấy giữ ấm ấm nước đưa tới phía sau. Dù sao sau này đô không có cơ hội mở lại, cùng với phóng ở nơi đó chờ rỉ sắt, còn không bằng lấy đến làm chuyện tốt. Trạm hút dương ừ một tiếng, hai chạy đổi tứ chạy lại nói tiếp còn là chúng ta buôn bán lời minh bạch hắn là đang nói này cổ răng chê rốt không cần trả lại, vu nam cười, đúng vậy. Trầm mặt chỉ chốc lát, nàng theo hai ghế ngồi giữa trục bánh xe biến tốc lộ ra trên thân, nhìn trạm hút dương. Tương đối với trạm hút dương chiều cao đến nói, xe độ rộng hiển nhiên quá ngắn, hắn ở phía sau chỉ có thể quyền chân nằm. Trong xe nhiệt độ rất thấp, vì tiết kiệm xăng dầu, hiển nhiên là không có biện pháp mở lại điều hòa. Ngươi có lạnh hay không? ta cho ngươi lấy sàn chăn. Vu Nam mở xe khóa xuống xe, từ sau bị Dương Lý lấy ra một sàn chân không nén quá chăn mỏng. Theo trong gói to lấy ra rung lên, hồi trên xe cho trạm hút dương đắp ở trên người, Vu Nam lại lần nữa đem cửa xe khóa kỹ. Còn có một một chút mới đi đâu, ngươi có muốn hay không ngủ một giấc? Trạm hút dương ứng thanh, ta trước ngủ hội, ngươi chú ý an toàn, xuống xe thời gian mang theo đao. Không bao lâu, phía sau hô hấp bắt đầu trở nên lâu dài. Vu Nam gục trên tay lái, yên tĩnh quan sát đến ngoài xe đoàn người nhất cử nhất động. Tay phải vô ý vất quá eo trắc, đầu ngón tay theo chui đao xoa bằng da vỏ đao, Tây Ban Nha chi lộc, thế giới thập lớn danh đoạn đao chi nhất. Không biết Vu Chấn Thanh từ nơi nào làm ra kỹ đem vũ khí lạnh, hút ca làm cho nàng chọn vũ khí thời gian, nàng chỉ liếc mắt nhìn liền thủ đi rồi cây đao này, hình thức rất đơn giản, là trọng yếu hơn là nó tương đối mà nói xem như là tương đối dài một khoảng đoạn đao. Nàng lúc đó là nói như thế nào tới? Gặp được tan thi thời gian, ít nhất không cần cố nài tới sát tan thi mới có thể đem nó giết chết. Bất quá nàng cũng chính là tùy tiện nói một chút, mà không phải thực sự muốn lấy đao cùng tan thi liều mạng. Dùng đoạn đao khảm xương cốt, chỉ là dùng nghĩ cũng biết chắc sẽ không cảm thấy thuận tay, kỳ thực nếu quả thật tới sống chết trước mắt chẳng sợ liều mạng để cho người khác hoài nghi nguy hiểm, nàng cũng sẽ trực tiếp đào thương trước đem tang thi băng lại nói. Đợi hơn 10 phút, theo trong kính chiếu hậu nhìn thấy chính mình hồng sắc hiện đại mở qua đây, vu nam nhàn nhạt dời tầm mắt. Nàng là nhìn ở lão nhân cùng đứa nhỏ phân thượng mới mềm lòng một hồi, hy vọng bọn họ không muốn từ đấy cuốn lên đến mới tốt. Không phải nàng chủ quan đem người khác đô nhìn làm người xấu, thật sự là ở loại này khảo nghiệm nhân tính thời gian, người khác làm ra chuyện gì đến đô không cần phải cảm thấy kỳ quái. Đây chính là cái gọi là nhân tâm khó dò, hay hoặc giả là nhân bất vi kỷ thiên tru địa diệt đi. Từng chiếc mục xanh lá mà sắc quân xa ở thao trường bên kia tập kết, có trang bị các loại thiết bị tác chiến xe, cũng có hơi thêm ngụy trang quân dụng díp, rất có khấu mềm bằng đại hình xe tải cùng đại hình xe khách. Một chiếc phun đồ mê muội màu sơn đại khách chạy đến tiểu bạch lâu tiền, từ phía trên đi xuống một danh mặt quân trang nữ binh, gọi những thứ ấy đứng ở thao trường thượng không có xe riêng nhân lên xe. Sau, nàng lại chạy đến mỗi chiếc xe tiền lần lượt từng cái đập cửa sổ. Vu Nam rơi xuống cửa sổ xe. Một hồi xuất phát thời gian, xe của ngươi cùng ở bốn hào tạp phía sau xe. Nữ binh chỉ chỉ cách đó không xa, ở trên cửa xe lâm thời dáng một hồng sắc con số, bốn quân tạp nói. Không có vấn đề. Vũ Nam so với một vô okay kê thủ thế. Phía trước bắt đầu có xe cổ xuất phát, nhìn ra được đều là kiên cố dùng bền lại gia cố quá xe hình, hơn nữa rõ ràng phân phối có hỏa lực vũ trang. Như vậy xe ly khai hơn 10 cổ sau này, có chứa cấp một quân tạp gia nhập vào trong đội ngũ, đến tiểu bạch lâu tiếp gia thuộc xe khách theo sát phía sau, sau đó là hai hào xe. Thấy tình trạng đó, Vu Nam cũng liền bận rời đi động cơ, đợi được bốn hào sau khi xuất phát theo sát ở phía sau. Xe lắc lư nhượng trạm hút dương nỉ non mấy câu, rất nhanh lại truyền tới nhẹ tiếng ngáy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 15 Thứ 15 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bởi vì có hỏa lực khai đạo, đoàn xe phụ cận cơ hồ nhìn không thấy còn có thể đứng tang thi. Sáng sớm Thái Dương treo cao ở đỉnh đầu, lại không cảm giác được một tia ấm áp phía trước không ngừng truyền đến tiếng súng làm người ta cảm thấy nghẹt thở đồng thời cũng vô cùng an tâm, có bọn họ ở, ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Bắt đầu Vu Nam còn lo lắng tiếng súng hội dẫn tới nhiều hơn tang thi, thế nhưng đương nhìn thấy tang thi vừa mới vừa ló đầu liền bị phía sau trên xe quân nhân bắn phá đánh gục lúc, treo tâm liền bỏ xuống. Cửa sổ xe tất cả đều quan nghiêm, như cũ có như có như không mùi thối chui vào. Mặt đường thượng, trên tường, khô cạn hậu vết máu khắp nơi có thể thấy. Ven đường thương điếm thủy tinh bị người đập vỡ rất nhiều, theo mở rộng môn có thể thấy rõ ràng bên trong tán rơi trên mặt đất gì đó cùng chạy tan thi. Đường cái thượng linh linh tán tán đổ một ít tình hình khác nhau ô tô, có đại lái xe môn bên trong lại không có một ai, có bị đập vỡ cửa sổ xe, thủy tinh tán lạc nhất địa, còn có không biết đánh lên đâu, thân xe trở nên gập ghềnh. Vu Nam lần đầu tiên như vậy trực quan đối mặt mặt thế, cũng là lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhận thức đến, mặc thế, không phải đánh tan thi xông quan thăng cấp trò chơi, mà là một hồi đối mặt không biết sinh tử khảo nghiệm. Sinh hoặc là tử, không hề chỉ là phù với trên giấy văn tự. Nơi dùng chân bản thân vào chỗ với vùng ngoại thành duyên cớ, đoàn xe rất nhanh liền khai thượng đường cao tốc. Có lẽ là thấy được bọn họ thực lực cường đại, lại có lẽ là dân chúng trong khung đối quân đội tin cậy, dần dần bắt đầu có độc hành xe cộ không xa không gần chuế ở đoàn xe phía sau hoặc là song song với hai bên lấy tìm cầu che chở bởi vì những người này cũng không có cấp đoàn xe tạo thành phiền phức lần này di chuyển tổng chỉ huy ngầm đồng ý hành vi của bọn họ có thể dùng nguyên bản liền khổng lồ đoàn xe trở nên càng thêm lớn mạnh dọc theo đường đi muốn thanh lý tang thi còn muốn tránh né hoành ở phía trước xe đoàn xe chạy tốc độ cũng không mau thói quen loại này tiết tấu hậu lái xe liền biến thành nhất kiện cực kỳ khô khan sự tình. Vu Nam ngáp một cái, theo bên cạnh trong gói to lấy ra một hộp bạc hà đường, một tay xốc lên nắp ngã hai hạt đến trong miệng. Nồng đậm bạc hà khí lạnh kích thích đầu lưỡi nhũ đầu, làm cho nàng tinh thần không ít. Buông. Thang viên kêu một tiếng, nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nàng muốn ăn. Xuyệt. Xuyệt. Không muốn gọi. Vu Nam quay đầu trừng nó liếc mắt một cái. Ngô Làm sao vậy? Trạm Húc Dương vẫn bị đánh thức, ấn đầu ngồi dậy. Không có việc gì, thang viên thèm ăn. Vòng qua một chiếc phế xe, Vu Nam sắp đặt lại tay lái, ngươi cảm thấy thế nào? Có lạnh hay không? Ta không sao. Trạm Húc Dương vẫy phía dưới. May mắn theo hôm qua ban đêm sẽ không lại phát sốt, bằng không hôm nay lên đường thật đúng là quá. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Linh nước sôi hồ đắp uống một hớp nước ấm, đến kia. Thật đúng là đi không bao xa, Vu Nam cười, theo thượng cao tốc đến bây giờ có thể có 40 công lý sẽ không sai rồi. Đi một chút dừng dừng, dựa theo cái tốc độ này, ngày kia có thể hối xuyên thị liền coi là không tệ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, từ virus bắt đầu lan tràn sau này, rất nhiều thứ cũng không thể lấy trước đây tiêu chuẩn đến so sánh. Trạm hút dương tựa lưng vào ghế ngồi, trong giọng nói có nhàn nhạt phiền muộn. Có cần hay không nhượng thang viên đến phía sau đến đợi. Phía trước rất không thoải mái đi. Thang viên vuông một tiếng, không biết còn tưởng rằng nó thật có thể nghe hiểu tiếng người. Vu Nam nghiêng đầu nhìn thang viên liếc mắt một cái, đẳng dừng lại lúc nghỉ ngơi lại nói đi, hiện tại cũng không có thời gian lăn qua lăn lại nó. Trên bầu trời có kỹ con chim hỉ thước ở đánh nhau, vịt cạnh thỉnh thoảng rớt xuống mấy cây lông chim, bắn tung tóe kỹ giọt máu tươi, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện thật ra là ngũ chỉ tan thi chim khách ở vây đánh hai bình thường chim khách. Tự hồ là nghe thấy được người sống mùi, trong đó một cái tan thi chim khách buông tha nguyên bản con mồi, trực tiếp theo bầu trời đáp xuống, nhằm phía chỉ có một tầng mềm bồng che quân tạp. Ba ba, hai tiếng súng vang, lại không có chặn tan thi chim khách thế công, bị nó vọt vào bốc xếp và vận chuyển hơn 10 người binh sĩ xe đấu. Không chỉ như vậy, đã bị nó ảnh hưởng, còn lại tang thi chim khách vậy mà cũng liên tiếp lao xuống xuống đánh úp về phía cách gần đây quân tạp a à, ba 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 tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng hết đợt này đến đợt khác vừa mới thì có một cái tang thi chim khách theo xe hậu vọt vào bốn hào xe thế cho nên vừa lúc bị vu nam nhìn vừa vặn thứ gì trạm hút dương ngồi ở phía sau nhìn không phải như vậy rõ ràng tang thi điểu mở to hai mắt vu nam run run một chút hồi thần vô ý thức dẫm chân phanh lại chậm lại tốc độ xe rất sợ phía trước xe ra chút gì lầm lỗi làm cho nàng thẳng lăng lăng đụng vào chim khách đích thân lượng quá nhỏ nhất là ở nhỏ hẹp xe đấu lý nhưng động tác càng khó có thể thi triển ra bất quá mấy giây vu nam mắt thấy phía trước trong xe đã có mấy người bị mổ thương cuối cùng vẫn là thừa dịp nó mổ huyết nhục thời gian bị người một đau cắt thành hai nửa có người bị thương vu nam nói thật nhỏ chính nàng cũng không biết là muốn nói cho trạm húc dương nghe còn là đơn thuần muốn giải quyết trong lòng khẩn trương cũng không biết vu chấn thanh ở đâu chiếc xe thượng an không an toàn trạm húc dương không nói gì vu nam cũng không muốn mở miệng trong xe chỉ còn lại có động cơ xoay tròn thanh âm cùng bánh xe nghiền áp mặt đường thanh âm không biết binh sĩ cắt lại xuất phát tiền có hay không tuyên bố quá đối với đột phát tình hình xử lý biện pháp đoàn xe thủy chung cũng không có dừng lại đến Vu Nam nhìn thấy mặt khác vài người chỉ là đơn giản vì người bị thương xử lý vết thương một chút, sau đó lấy dây thường đưa bọn họ trói lại. Trong đầu có ít thứ chợt lóe lên, mau nàng còn không kịp bắt được liền biến mất vô tung vô ảnh. Lại mở hai tiếng đồng hồ, thời gian đã qua buổi trưa, đi ngang qua một phục vụ khu thời gian, phía trước xe một chiếc tiếp một chiếc dừng lại. Nhìn thấy phía trước lục tục có binh sĩ xuống xe, Vu Nam lái xe xong ló đầu nhìn nhìn, có chút không rõ chân tướng hút ca ngươi ở trên xe đợi một lát ta mang theo thang viên đi xuống hỏi một chút chuyện gì xảy ra cẩn thận một chút trạm húc dương vừa mới nói xong vu nam đã mang theo thang viên xuống xe đi tới phía trước xe phòng điều khiển vu nam gõ cửa xe khiến cho đối phương chú ý nhĩ hảo hỏi một chút phía trước tại sao dừng lại chiến tuyến kéo dài như vậy quân xa thượng khẳng định cũng có nội bộ liên lạc phương thức cũng không cần thực sự chạy đến chiếc xe đầu tiên đi lên dò hỏi ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tiếng đồng hồ không có dầu xe đến phía trước trạm xăng dầu đi thêm vu nam mỉm cười hạ hiểu tạ trở lại trên xe đem tình huống nói với trạm hút dương hạ lại lấy ra một cái hộp cơm đưa cho quá khứ hút ca ngươi ăn cơm trước ta đem xe chạy qua thêm giờ dầu bọn họ xe cách hạ phục vụ khu táp đạo còn cách một đoạn cần lại hướng tiền khai một đoạn muốn cố lên xe không ngừng bọn họ một chiếc, Vu Nam theo phía trước xe hạ táp đạo, chạy thẳng tới trạm xăng dầu. Tiền trạm đến nơi đây thanh lý tang thi kỹ danh cầm súng binh sĩ theo trong phòng trực ban đi ra đến, đối với bọn họ gật gật đầu. Xác nhận không có vấn đề hậu, Vu Nam đẳng phía trước xe ly khai, mới dừng đến một đài cố lên cơ bên cạnh, mở cửa xuống xe. Thang viên ném đuôi cùng ở sau lưng nàng, Vu Nam đem dầu thương nhét vào bình xăng miệng, đè xuống công tắc hậu xác nhận có dầu, liền xuất thần nhìn biểu thượng con số một cái hướng về phía trước nhảy. Phía sau lục tục lại qua đây thập mấy chiếc xe cố lên, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không hề quan tâm. Người xe này còn là xe mới đi. Nghe tiếng, Vu Nam ngẩng đầu nhìn qua, chính nhìn thấy lúc trước tập hợp lúc ngăn nàng xe nam nhân lúc trước đầu đi tới, kia cổ hiện đại xe cũng dừng ở bên cạnh, nói mình hội lái xe nữ nhân đang cố lên. Ân ừ. Vu Nam lãnh đạm ứng thanh, mặc dù là đem xe tống cho hắn cát, cũng nhưng bất đại biểu cho nàng nguyện ý cùng bọn họ nhất lên cái gì quan hệ. Nam nhân thái độ đối với nàng không thèm để ý chút nào, như cũ cười ha hả thấu đi lên, ai, ngươi xe này bao nhiêu tiền mua a? À? Có vấn đề gì không? Dầu thương nhảy lên, vu nam tay động thêm đến miệng bình, ninh thượng bình săn đắp. Ôi, hỏi một chút, này không phải là nhàn rỗi nói chuyện phím thôi nam nhân như trước cười, khóe miệng hơn mấy phần mất tự nhiên. 20 nhiều vạn. Vu Nam đóng cửa ngoại đắp, lãnh đạm nhìn về phía hắn, không có ý tứ, ta đi trước, phía sau còn có người chờ cố lên đâu. Xin lỗi gật gật đầu, đi trở về trước xe mạch, mở cửa mang theo thang viên lên xe. Người này rắp tâm bất chính, sau này thiếu cùng hắn tiếp xúc. Vu Nam lái xe trở lại cao tốc thượng 4 hào phía sau xe, trạm hút dương mở miệng nói nam nhân tại nói chuyện với vu nam thời gian, hắn ngay trong xe quan sát nam nhân, có đôi khi, một người mắt có thể để lộ ra rất nhiều thứ. Ta biết, người này lớn lên bộ dáng trái lại rất có lừa gạt tính, một chút cũng không giống như là rắp tâm bất chính bộ dáng. Đáp một tiếng, vu nam theo bên cạnh lại nhảy ra một cái hộp cơm. Ngươi cũng vội vàng ăn cơm đi, thừa dịp còn có chút nóng hổi khí, lạnh liền không có cách nào ăn trạm hút dương vội vàng lay hoàng cuối cùng kỹ phần cơm, đem hộp cơm một lần nữa khấu khởi đến. Này hộp cơm trước phóng đi, đẳng buổi tối lại rửa. Cho ta, phóng phía trước. Vu Nam đem chính mình hộp cơm đặt ở trên chỗ ngồi trước, nhận lấy trạm hút dương bỏ vào túi ni lon lý, sau đó tiếp tục ăn chính mình cơm. Phía trước truyền đến một trận nói nhau nhau ồn ào thanh âm, Vu Nam oai quá liếc mắt nhìn, bị phía trước xe cổ chặn tầm mắt, cái gì đô nhìn không thấy, liền buông tha cho nắm chắc thời gian ăn cơm đem thang viên phóng tới phía sau tới sau trạm húc dương vẫn chờ nàng ăn xong mới mở miệng vu nam thu hồi hộp cơm uống miếng nước quên đi thang viên ủy khuất điểm không tính cái gì hiện tại đem vết thương của ngươi dưỡng hảo mới là vị thứ nhất thời gian vừa đến tứ tán ở chung quanh cảnh giới binh lính lập tức về tới trên xe đoàn xe lại lần nữa chậm rãi đi trước trạm húc dương tinh thần không tệ ông chăn ngồi ở phía sau, còn có thể cùng Vu Nam nói chuyện phiếm. Theo mặt thế bạo phát đến bây giờ bất quá ngắn một tháng, tang thi cư nhiên đã tiến hóa một lần, không hề tượng ban đầu như vậy hành động chậm chạp, hiện tại chúng nó tốc độ di động đã đạt đến người bình thường bước đi trình độ. Người nói là tang thi tiến hóa, còn là virus tiến hóa. Vu Nam thở dài. Tỉnh giấc dị năng nhân loại rất ít không có mấy, huống chi nếu như tỉnh giấc chính là nàng loại này phi công đánh loại dị năng, đối với giết tan thi thế nhưng một điểm giúp đỡ cũng không có. Trạm hút dương lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra ít có mê mang, ai biết được, một cầm cảm cúng cũng có thể biến dị ra N nhiều chủng loại, loại bệnh này độc sợ rằng lợi hại hơn đi. Mặc kệ rốt cuộc là cái gì tiến hóa, ta đô hy vọng sau này có thể tiến hóa tan thi chỉ là số ít, bằng không nhân loại sợ rằng căn bản cũng không có vị lai đáng nói trời không tuyệt đường người. Vu Nam trầm mặt chỉ chốc lát, nói. Cao dai tang thi cũng không phải rau cải trắng, có thể một trảo một sấp dày. Huống hồ, nhân loại tiềm lực là vô cùng, ở sinh tử tồn vong lúc, nói không chừng còn có thể bộc phát ra làm cho người ta không tưởng được lực lượng, tỉ như khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh gì gì đó. Bất quá mặc dù cao giai tang thi sẽ không nhiều đến thái quá, nhưng bình thường tan thi cùng với sen vào cao dai cùng bình thường giữa tan thi số lượng cũng tuyệt sẽ không ít chính là. Trốn tránh chỉ có thể làm cho mình tử nhanh hơn, muốn ở mặt thế sống sót, cũng chỉ có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Hút ca. Ân. Ừ. Chờ chúng ta bố trí ổn thỏa xuống sau này. Muốn nói cùng đi giết tan thi, lại cảm thấy thì hiện tại cơ vẫn chưa tới, nói ra khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy kỳ quái nói đến bên miệng chuyển cái công liền đi thu thập gieo giống tử đi không có vấn đề sau này muốn ăn thượng rau dưa không muốn nhờ vào ngươi trạm húc dương cong cong khóe miệng trả lời nói hảo vu nam một ngụm ứng hạ rất lâu không có nghe được trạm húc dương nói chuyện theo trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn mới phát hiện hắn đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ vu nam mở điều hòa sắp xuất hiện đầu gió phương hướng điều chỉnh đến hắn bên kia. Rất nhanh, toàn bộ trong xe không gian trở nên ấm áp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 16 Thứ 16 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Duy trì một động tác lâu, toàn thân bắp thịt đô hội trở nên cứng ngắc, huống chi không ngừng muốn tùy thời duy trì tỉnh ngủ chú ý tình hình giao thông, hai chân còn muốn không ngừng cách hợp chân ga phanh lại giữa qua lại cắt thật vất vả ngao đến bốn điểm nhiều chung vu nam đã là mệt mỏi không chịu nổi phía trước xe không biết gặp được tình huống nào lại một lần nữa dừng lại nhìn tình huống không giống như là lập tức đi ngay bộ dáng vu nam tắt hỏa kéo lên tay sát lập tức chạy đến xe hạ hút ca người có muốn hay không xuống tản bộ tản bộ nàng theo mở rộng môn dò hỏi phía sau trạm hút dương thấy hắn gật đầu vu nam đi tới phía sau kéo cửa ra đỡ hắn xuống xe cũng không lâu lắm đã có người tới thông tri phía trước lộ phá hỏng phải muốn thanh lý sau này mới có thể quá khứ đêm nay tạm thời ở đây qua đêm còn thế nào qua đêm người tới lại không có nói rõ liên tưởng đến trước tiểu thúc thúc đã nói trên đường tất cả cần thiết đô do cá nhân gánh nặng có lẽ là muốn nhượng chính bọn họ nghĩ biện pháp chúng ta buổi tối ở trên xe được thông qua một đêm. Trạm hút dương cao mày nói. Ta cũng vậy muốn như vậy. Vu Nam gật gật đầu. Đoàn xe kéo được quá dài, cứ như vậy ở cao tốc thượng qua đêm hiển nhiên bất là cái gì cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng quay đầu lại nhìn nhìn những thứ ấy bị phía sau tìm cầu che chở xe cổ phá hỏng đường xe chạy, muốn quay đầu cũng đích xác không phải kiện chuyện dễ dàng, huống chi trừ phục vụ khu, ở cao tốc thượng cũng xác thực không có quá mức trống trải địa phương có thể để cho bọn họ nhiều như vậy xe đóng, nghĩ đến cũng chỉ có thể ở tại chỗ nghỉ ngơi. Cái khác trên xe nhân lần lượt xuống xe, có tụ cùng một chỗ hút thuốc nói chuyện phím, có thuận đường biên đi về phía trước, muốn đi phía trước nhìn nhìn. Vu Nam lấy ra thức ăn cho chó uy no rồi thang viên, nhận chính nó ở chung quanh tản bộ. Các ngươi thật là đủ nhàn ở, ra cửa chạy trối chết còn có thể mang theo con chó. Một danh chừng 20 tuổi có chút bỉ, mặc màu đen dắt két nam tử trải qua lúc dừng lại nói: "Sáng sớm chưa từng thấy qua người này, không biết là cùng đội gia thuộc, còn là theo đuôi ở đoàn xe phía sau kia nhóm người." Vu Nam nhìn hắn một cái, không có cảm giác đến ác ý, nó là đồng bọn. Nam tử cười một tiếng, "Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đẳng có chút nhân đói cực kỳ, cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không đồng bọn, đối với bọn họ đến nói nó chính là một bữa cơm sang." a à, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta sẽ chú ý chúc ngươi nhiều may mắn nam tử nghiêng đầu cười một chút xoay người đung đưa đi rồi hắn cũng là hảo ý trạm hút dương an ủi nàng nói đạo ta minh bạch vu nam cúi đầu nhìn nhìn ngồi xổm nàng bên chân thang viên vuốt vuốt nó mau ngươi nhưng ngàn vạn không nên bị nhân bắt được a à. thang viên run rẩy run rẩy tai vuông thanh thang viên hình như càng lúc càng thông minh Trạm hút dương ôm cánh tay, hoài nghi nhìn thang viên. Phải không? Vu Nam ngồi sổng xuống. Thân, ôm lấy thang viên cổ, thang viên, kêu một tiếng. Uông. Lại kêu một tiếng. Uông uông. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Trạm hút dương. Thang viên méo mó đầu, ngô. Khúc khích. Vu Nam cười một tiếng, vỗ vỗ đầu của nó, ngốc dạng. Thang viên lớn, cũng nên học một chút đơn giản chỉ lệnh đẳng bố trí ổn thỏa xuống đây đi trạm húc dương trả lời đạo sắc trời từng chút từng chút đen xuống đi trên xe lấy điểm than củi cùng báo chí đến chúng ta tiên sinh hỏa ăn cơm trạm húc dương phân phó nói ngươi muốn ăn cái gì chính mình lấy ai vu nam ứng thanh từ sau bị trương lý lấy ra một túi than củi cùng một xấp báo chí đưa cho trạm húc dương mỹ bỗng đâu ở ta này. Trạm hút dương nhận lấy đi, phóng tới trên mặt đất. Nga. Vu Nam tiếp tục tìm kiếm, ăn hoa màu mặt được không? Trời lạnh, ăn chút nước nóng mặt còn có thể ấm áp điểm. Nàng lấy ra một túi mì, hai khỏa rau xanh, cộng thêm mấy cá viên, một nắm tôm khô. Thủy đâu? Trạm hút dương dùng mỹ bổng đốt báo chí, lại dẫn đốt than củi, sau dùng một có chứa bốn chân inốt cái giá giữ chức cái giá, đem qua chi ở phía trên. Ở trong xe, ta đi lấy. Vu Nam thả tay xuống lý gì đó, đem trên cửa xe hai bình nước khoáng cùng một chút ngô dầu lấy ra. Ngươi nghỉ ngơi hội, chờ ăn cơm là được. Vu Nam dùng một chút dầu, đem rửa rau xanh hơi phiên sau một chút, ngã vào thủy. Sôi hậu phía dưới điều, lần lượt để vào cá viên, con tôm da cùng muối, không bao lâu, hương vị liền phiêu ra xem nhẹ theo khác trên xe truyền đến không chút nào che giấu âm lượng nói thầm thanh, Vu Nam cầm bát ngồi sổn hoa biên, dùng chiếc đũa bấm một cây xác định mì hoàn toàn thục, trước gấp một chiếc đũa đến trong bát. Hút ca, ăn cơm. Nàng bưng lên oa ngã một chút canh đến trong bát, lại bắt mấy cá viên đi vào, xoay tay lại cầm lên một khát cái bát. Trạm hút dương từ trên xe bước xuống, không người theo trên mặt đất bưng lên bát. Dùng chiếc đũa giảo hợp một chút, thổi thổi, ưu nhã ăn một ngụm. Ở đại lãnh thiên lý có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi, một chút liền ấm đến trong bụng. Rõ ràng là ở trên đường cái bưng bát ăn cơm, lại sinh sôi nhượng hắn ăn ra pháp đại tiệt cảm giác. Thang viên ở bên cạnh phối hợp kêu mấy tiếng. Vu Nam Thịnh được rồi mặt, dùng chiếc đũa chỉ chỉ trong nồi, bên trong còn có, đô là của ngươi, ta ăn một chén liền no rồi. Nàng kẹp khởi mì thổi lạnh từ từ ăn, nước nóng mặt ăn xong là thoải mái, chính là bất đỉnh đói, không được bao lâu thời gian nên đói bụng. Nếu như không phải ở trên đường xào rau bất tiện, ta cũng sẽ không làm mì ăn. Bất quá lại nói tiếp hiện tại cũng coi như mặt thế, sau này ở bên ngoài lúc ăn cơm cũng nên tất giấu điểm, ta cũng không muốn đẳng ngày nào đó bởi vì ăn mà bị nhân đánh cướp. Mặt thế. Trạm hút dương cười, ngươi cũng quá bi quan. Hội khá hơn, tất cả đô hội tốt. Bất, là ngươi thái lạc quan. Vu Nam dưới đáy lòng trả lời. Vùi đầu ăn xong cơm, dùng nước nóng xuyến hạ oa bát đổ tử thu lại, diệt trên mặt đất minh hỏa, hai người trở lại trên xe. Bên ngoài có cầm súng binh lính gác đêm, an toàn vấn đề không cần bọn họ lo lắng. Đem thang viên đặt ở chỗ ngồi phía sau, hai người để nằm ngang hàng trước ghế ngồi, lấy ra túi ngủ chui vào đi. Trong xe biểu hiện nhiệt độ tới dưới không, hô ra tới không khí đô mang theo sương trắng. Khúc ca, ngươi còn chưa có uống thuốc đâu. Vu Nam giơ tay lên chọc khai trên mui xe khẩn cấp đèn. Sau khi ăn xong nửa tiếng đồng hồ ăn, Trạm Húc Dương nhắm mắt lại trả lời một câu. Ở trong xe vô sự có thể làm, cũng chỉ có thể tuyển trạch sớm ngủ. Chờ Trạm Húc Dương uống thuốc xong, Vu Nam khóa lên xe, đóng cửa đỉnh đầu ngọn đèn nhỏ, nhắm mắt lại. Đặng An tỉnh lại, lại bắt đầu lo lắng khởi Vu Chấn Thanh. Một ngày không có nhìn thấy người khác, không biết hắn ở đâu chiếc xe thường, có hay không đã bị tan thi điểu lan đến. Ngay nàng nghỉ ngợi lung tung thời gian, ba ba ba, có người vỗ nhẹ nhẹ mấy cái cửa sổ xe. Vu Nam mở mắt ra, nhìn thấy ngoài xe Vu Chấn Thanh, cười không ra tiếng hạ. Quay đầu nhìn nhìn đã ngủ trạm hút dương, nàng phí lực chui ra túi ngủ nhẹ chân nhẹ tay mở khóa, xuống xe. Tiểu thúc thúc, ngươi có khỏe không? Hai người cố ý đi xa một chút vu nam trên dưới quan sát một hồi không phát hiện trên người hắn có cái gì chỗ không ổn cuối cùng yên lòng vu chấn thanh ôn hòa cười hạ ta rất tốt không cần lo lắng nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta an tâm buổi tối lúc ngủ đem xe xong quan nghiêm tuy nói hiện tại khí trời đã rất lạnh thế nhưng cũng không bài trừ sẽ có cực cá biệt lực sinh mệnh đặc biệt ngoan cường tiểu côn trùng một loại còn là sớm dự phòng một chút tương đối khá ân hảo Vu Nam đáp ứng, tiểu thúc thúc ngươi ngồi ở kia chiếc xe thượng. Từ phía sau sổ đệ ngủ chiếc xe, là cổ đại khách, có việc có thể quá khứ tìm ta. Vu Chấn Thanh hướng phía trước liếc mắt một cái, vừa mới nhận được mệnh lệnh, phía trước lộ ngăn rất nghiêm trọng, thanh lý ra một đoạn này sau này ngày mai có thể sẽ hạ cao tốc. Nhiều người địa phương tang thi cũng nhiều, các ngươi cẩn thận một chút, tận lực đãi ở trong xe không muốn xuống. Hạ cao tốc. Vu Nam cắn hạ môi hạ cao tốc đích xác có nhiều hơn lộ có thể tuyển trạch, bất quá gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng càng cao, đáng tiếc nàng không có tuyển trạch cơ hội, chỉ có thể gật đầu, ta biết. Đúng rồi, hôm nay trên đường mang đồ ăn xong rồi đi. Ta cho ngươi lấy ngày mai phân, ngươi bên kia có thể nhóm lửa sao? Bánh bao phiến có thể chứ? Nướng ăn. Không cần. Vu Chấn Thanh kéo nàng, ngươi cùng hút dương cố hảo chính mình là được, ta bên kia có cố định khẩu phần lương thực cùng thủy, yên tâm đi. Được rồi, nếu có cần, ngươi lại nói cho ta. Vu Nam nói. Vu Trấn Thanh lại dặn dò mấy câu mới ly khai, chờ hắn đi xa, nàng trở lại trên xe. Đi ngủ sớm một chút đi. Trạm hút dương trong bóng đêm nói một câu. Ân. Ừ. Không ngoài ý muốn hắn hồi tỉnh, Vu Nam bộ thượng túi ngủ, lần này là thực sự ngủ. Sáng sớm, cảm giác được bên người trạm hút dương động tỉnh lúc, Vu Nam cũng theo mở mắt. Ở trong xe đi ngủ dù sao không thể so ở trên giường thoải mái, cả đêm tỉnh tỉnh ngủ ngủ mấy lần, cả đêm quá khứ toàn thân đô không thoải mái, hình như so với trước khi ngủ càng mệt mỏi. Mở to mắt phát hội ngốc, Vu Nam quay đầu liếc mắt nhìn đang quyển túi ngủ trạm hút dương, hút ca, sớm. Không còn sớm. Trạm hút dương nhìn nhìn bên ngoài, binh sĩ các đã ở rửa sấu, ăn cơm hai người đơn giản ăn vài thứ, Huy Hoàng thang viên lại ở bên ngoài tản bộ một hồi, liền nhận được xuất phát mệnh lệnh. Quả nhiên, tự như vu chấn thanh nói như vậy, đi ngang qua tối hôm qua thanh lý quá kia một đoạn đường hậu, đoàn xe ở gặp được thứ nhất xuất khẩu hạ cao tốc. Trên đường nhìn thấy tang thi rõ ràng nhiều hơn, đi ngang qua thôn trấn thời gian, còn gặp qua vài bác tang thi miêu, cẩu. Cũng may tang thi hóa động vật cũng không tượng thang viên như nhau thực lực lớn tăng, cũng không có tạo thành nhiều hỗn loạn, chỉ là đi tới tốc độ càng thêm chậm chạp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 17 Thứ 17 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quân đội vừa đi một bên thu thập vật, ở cường đại hỏa lực áp chế hạ, hữu kinh vô hiểm tiến lên một tuần, đoàn người rốt cuộc gặp được hoa đông căn cứ tường thành. Đúng vậy, tường thành, giống như là cổ đại thế cái loại đó tường thành, có hơn 10 thước cao, mặc dù nhìn không thấy độ dày, thế nhưng chỉ theo bên ngoài thượng nhìn liền cảm giác phi thường kiên cố. Theo ngoại vi nhìn, vào thành có hai đạo môn, một đạo là võng trạng kim loại cửa lớn, nội ngoại hai bên cũng có thể rất thấy rõ ràng đây đó tình huống, lại bên trong một đạo thì lại là kết chắc thực ván cửa, chỉ cần đóng cửa là có thể ngăn địch. Lúc này nội môn là mở ra, căn cứ nội tình huống cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Trên tường thành cùng trước cửa cũng có nhân cầm súng canh giữ, đoàn xe dừng lại đến, phía trước trong xe có người đi xuống can thiệp. Vu Nam gục trên tay lái, làm ra một giải thoát rồi biểu tình, cuối cùng đã tới, ta đều nhanh mệt chết đi được. Trạm hút dương cười một tiếng, ta nói thay ngươi khai hai ngày, ngươi lại không đồng ý, quán ai. Vu Nam ai oán nhìn hắn một cái, chờ ngươi thương hảo lưu loát, này việc đánh chết ta, ta đô sẽ không cùng ngươi cướp vốn có thương sẽ không nặng, là ngươi quá khẩn trương. Trạm hút dương lắc lắc đầu, cười đến bất đắc dĩ, vết thương đạn bắn không phải là trọng thương, còn muốn căn cứ có hay không thông hiểu, cái gì thương, đánh tới vị trí nào để phán đoán, chỉ nếu không có đánh tới cơ quan nội tạng, không phải đặc thù đầu đạn, đô xem như là vết thương nhẹ. Bằng không ở xử lý quá vết thương sau này, cũng sẽ không cùng ngày để ta trở về. Vu Nam cố chấp lắc lắc đầu, Thương gân động cốt 100 thiên, cho dù là vết thương nhẹ, ở vết thương không có khép lại dưới tình huống cũng muốn tận lực giảm thiểu hoạt động. Hiện ở trong không khí đều là virus, lại không có chạy chữa điều kiện, liền càng cần nữa chính mình chú ý. Ngươi bây giờ cần chính là tỉnh dưỡng, tùy xe bôn ba đã là không nên, không thể lại nhượng ngươi làm ra càng nhiều đối dưỡng thương bất lợi sự tình. Đẳng bố trí ổn thỏa xuống, ta liền cho ngươi đôn đại cốt canh. Ân ta chờ ngươi đại cốt canh trạm húc dương chỉ chỉ phía trước nhắc nhở bắt đầu động chuẩn bị đi vào vu nam ngẩng đầu nhìn đẳng một hào xe động thời gian mới châm lửa treo lên đường theo phía trước lái xe vào thành nội gia thuộc bị yêu cầu dừng xe ở môn phía bên phải chờ người tới đón mà quân xa thì lại là chạy hướng bên trái nghe nói là vì phòng ngừa có người thừa dịp loạn lẫn vào căn cứ cho nên phải phải chờ tới bọn họ này phê dời đi quân nhân làm xong đăng ký sau này, mới có thể cầm thân phận bài tới đón bọn họ đăng ký ly khai. Nhìn ra được căn cứ nội còn phi thường hoang vu, trước đây hẳn là một tảng lớn đất hoang, linh tinh có một chút tương đối cao cây cối đột một lập trên mặt đất. Ai cửa thành vị trí xây rất nhiều thành bài giảng dị lâu, đại khái chính là hiện nay có thể chỗ ở, trừ này ngoài, liền là xa xa nhìn sang, có thể liếc mắt một cái vọng đến cùng một bên kia tường thành này căn cứ chiếm diện tích thậm chí còn không có kiều lâu thị nơi dùng chân đại, cư trú hoàn cảnh cũng càng thêm đơn sơ, duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương chỉ còn lại bốn phía kiên cố ngoại tường thành. Rất nhiều binh sĩ chính ở phía sau dựng tân giảng dị lâu, nhìn vu nam cùng trạm hút dương thẳng thở dài, sợ rằng trong tương lai một khoảng thời gian rất dài nội, bọn họ đều phải sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy trúng. Lục tục có người qua đây tiếp nhân, bọn họ đợi hơn một giờ, mới nhìn thấy vu chấn thanh, lúc này còn lại xe đã không nhiều lắm ta trước mang bọn ngươi đi đăng ký sau đó đi chỗ ở chúng ta vừa tới chỉ có thể tạm thời ở lều vải vu chấn thanh nhượng vu nam cùng trạm hút dương khóa xe cùng hắn cùng đi cửa lớn bên trái đồng dạng là một loạt màu trắng giản dị lâu trong đó một hộ trên cửa treo khối chú có phục vụ trung tâm chữ tiểu một bài vu chấn thanh mang theo bọn họ đi vào một hoành bài bàn gỗ đem nho nhỏ gian phòng cách thành hai khu vực khu làm việc cùng chờ khu. Khu làm việc nội ngồi kỹ danh mặt quân trang nữ tính nhân viên tiếp tân, đang vì chen chúc tại chờ khu mười mấy tên quân nhân giải quyết nghiệp vụ. Bên trong gian phòng trật tự tĩnh nhiên, Vu Nam cùng trạm Húc dương theo Vu Chấn Thanh đi tới một danh ở trước bàn lập có phi quân tịch nhãn nhân viên tiếp tân hàng trước đội. Này đội rất ít người, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Nhân viên tiếp tân đem hai trương đăng ký biểu đưa cho hắn các, có thể điền chọn hạng tận lực nhiều điền, tương lai căn cứ hội căn cứ các ngươi đăng ký nội dung ưu tiên an bài làm việc. Đăng ký biểu thượng đều là một ít rất cơ sở tin tức, tỉ như tính danh, sinh ra năm tháng nhật, quê quán các loại. Ngòi bút đi ngang qua, có không khác có thể hạn nhất thời gian dừng lại, dị năng là cái gì? Đặc dị công năng sao? Nàng cố ý hỏi, đồng thời không giấu vết nhìn về phía vu chấn thanh. Có người ở virus bạo phát sau này sinh ra không giống bình thường năng lực chính là dị năng. Nhân viên tiếp tân cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Khi hạn nhất có liền viết, không có liền viết vô, hoặc là không. Vu chấn thanh mịt mờ bày hạ thủ, thế là nàng, Nga, Thanh, phi thường thẳng thắng điền cái, vô. Điền hoàng ra, nhân viên tiếp tân ở trong máy vi tính đập gõ đánh, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ cắm ở cơ khí thượng soát một chút. Dùng liên tiếp đến trong máy vi tính máy ảnh vỗ tấm hình đóng dấu đến tạp thượng mấy phút sau, một căn cứ nội thông dụng thân phận tạp phiến liền chế được rồi. Phi quân tịch tạp phiến là màu bạc, quân tịch thì lại là lục sắc. Cùng trước đây thân phận chứng không sai biệt lắm bộ dáng, tả thượng giác một đầu to tượng, ghi chú có tính danh, sinh nhật cùng số thẻ, mặt trái có một trương tiểu con chip, phát chứng cơ quan hoa đông căn cứ. Chờ trạm hút dương cũng xong xuôi, cầm thân phận tạp cùng nhân thủ một sách, căn cứ thủ tục, ly khai phục vụ trung tâm, ba người trở lại lái xe. Vu Chấn Thanh lái xe, đem thang viên ném tới phó điều khiển, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương chen chúc tại chỗ ngồi phía sau thượng. A. À, vừa mới khai ra đi, Vu Nam quay đầu thời gian vừa mới nhìn thấy một người nghiêng mặt. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương hỏi. Vu Nam lắc lắc đầu, không có việc gì, vừa mới mới nhìn đến một người có chút nhìn quen mắt, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nàng trên thế giới này người quen biết rất có hạn bẻ ngón tay là có thể sổ qua đây. Hướng tiền mở một đoạn ngắn lộ, xe liền dừng lại, bọn họ xuống xe đi bộ. Nói là chỗ ở, tới sau này mới biết kỳ thực liền là một khối đất trống, lúc này đã đứng lên rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ quân dụng lều vải. Lão với, qua đây lĩnh lều vải. Một nhìn qua niên kỹ cùng vu chấn thanh không sai biệt lắm đại nam nhân rất xa hô. Tới. Vu chấn thanh lớn tiếng đáp, tránh trái tránh phải né qua đi lại binh lính tiểu chạy tới. Vài người. Ba. Số bảy lều vải, cấp. Dừng xếp ở trên xe lĩnh, lời đầu tiên mình tìm địa phương bố trí ổn thỏa xuống, cụ thể an bài đẳng ngày mai lại nói. Sáu giờ rưỡi đúng giờ ăn cơm, có ngươi một phần, ngươi muốn thì nguyện ý đến sẽ tới, không muốn liền mình làm ăn. Ai, đi lại nhảy. Ta đi đây a à. lão lý ngươi trước vội vàng. Vu Chấn Thanh ôm lều vải quay đầu lại gọi Vu Nam cùng Trạm Húc Dương, thuận tiện để cho bọn họ đem xe cũng cùng nhau lái qua đến. Tuyển Ai tường thành một tiểu khối đất trống, Vu Nam ở bên cạnh trợ thủ, Vu Chấn Thanh cùng Trạm Húc Dương đem lều vải chống khởi đến. Thang viên ở bên cạnh vây quanh bọn họ đảo quanh, Vu Nam có mấy lần đô thiếu chút nữa dẫm đến nó trên chân. Không có đi lĩnh giường xếp, bọn họ theo trên xe cầm ba giường bơm hơi điếm phóng tới trong lều. Vu Nam ở một phần ba vị trí hoành lôi một cây dây thừng, đáp một khối ga giường, giữ chức lâm thời cách liêm. Trong lều không thể khóa lại, biệt phóng quá nhiều đông tây. Vu Chấn Thanh mang theo thùng nước cùng oa bác đi vào lều vải, đặt ở ai cạnh cửa vị trí. Minh Bạch Vu Nam một bên mở khí miệng nhượng nệm tự động thổi phòng, một bên đáp. Trạm hút dương từ bên ngoài đi tới, Vu Nam, đóng quân giả ngoại đèn đâu. Vu Nam nghĩ nghĩ, ở phía sau bị rương lý, bên trái, ai những thứ ấy leo núi công cụ phóng. Đem thường xuyên cần dùng đến một vài thứ chỉnh lý hảo, thừa dịp sắc trời còn lượng, vu nam cầm, căn cứ thủ tục, ngồi ở thổi phòng điếm thượng lật xem. Trạm hút dương ở bên ngoài đồ thang viên ngoạn, vu chấn thanh vừa bị người gọi đi rồi, vẫn chưa về. Thủ tục, mặt trên, một ít cùng dân chúng bình thường cùng một nhịp thở quy định cùng quy hoạch đều nói rất rõ ràng, bao gồm tích phân chế độ, ăn mặc ở đi lại, lao vụ chế độ chờ một chút. Bởi căn cứ còn ở vào kiến thiết sơ kỳ, tất cả kiến trúc phương tiện đẳng đô cần phân phối hoàn thiện, trừ 10 tuổi trở xuống nhi đồng cùng 70 tuổi trở lên lão nhân ngoại, sở hữu thành viên phải cưỡng chế tham dự đến căn cứ kiến thiết ở giữa, cụ thể thực thi tình huống đem căn cứ cá nhân sở trường, giới tính, tình trạng sức khỏe, tuổi tác đẳng hơi tác điều chỉnh. Tiêu chuẩn vì quân tịch mỗi ngày cố định lao vụ thời gian 2 tiểu thì, còn lại thời gian đem căn cứ thực tế tình huống linh hoạt an bài, khả năng tham gia đóng ở, thanh lý tan thi, tìm kiếm vật tư đẳng nhiệm vụ, phi quân tịch. Nam giới mỗi ngày lao vụ thời gian 8 tiểu thì, nữ tính 5 tiểu thì, mỗi ngày lao vụ thời gian đạt được 5 tiểu thì hoặc 5 tiểu thì trở lên giả, đem thu được một tích phân, cùng miễn phí cung cấp một bữa cơm. Như giao nộp một cân lương thực, nhưng đêm ngày đó lao vụ thời gian rơi chậm lại tới 2 tiểu thì. Mỗi ngày lao vụ thời gian sau khi kết thúc lại vừa lĩnh tích phân, y theo thân phận tạp nội tích phân ghi lại, vô cớ bỏ bê công việc đạt được 10 thứ giả, đem thủ tiêu căn cứ vào ở tư cách. Căn cứ nội tích phân làm lưu thông tiền sử dụng, nhưng đến chỉ định khu vực đổi lấy các loại vật tư, thả không thể buôn bán, không thể ác ý sao tác. Thân phận tạp chỉ dựa vào bản thân sử dụng còn có một chút cái khắc linh linh toái toái quy định, cùng với hiện nay căn cứ nội giảng dị địa đồ, nghiêm túc nhìn xong một lần, trên cơ bản liền biết nên như thế nào ở đây sống được. Trang bìa bốn thượng chú có, đệ nhất bản, chữ, đại khái hội tùy thời điều chỉnh, xuất hiện đệ nhị bản, đệ tam bản, đệ tứ bản. Húc ca, ngươi xem này bản, căn cứ thủ tục, sao? Vu Nam vất vất tay thượng mỏng tập. Không có, làm sao vậy? Trạm hút dương hỏi, cầm trên tay tốn hơi thừa lời bỗng đùa thang viên tả phát hữu nhảy, chính là không cho nó ăn. Phía trên này nói cưỡng chế nhượng mỗi người tham dự đến căn cứ kiến thiết trung đi, ta dự đoán hiện nay đến nói cũng chính là đắp phòng ở gì gì đó, nam mỗi ngày 8 tiểu thì, nữ năm tiểu thì, nếu ai không đi, tích lũy 10 thứ liền thủ tiêu cư trú tư cách. Vu Nam gối hai tay nằm đến thổi phòng điếm thượng, đi làm kiến trúc A, à, ta thực sự làm được này sống sao? Nàng cười một tiếng, nga đúng rồi nếu như muốn giảm thiểu lao động thời gian có thể giao lương thực mỗi ngày giao một cân lương thực là có thể chỉ kiền hai tiếng đồng hồ sống muốn nói căn cứ thái bá đạo sao kỳ thực vu nam đến không cho là như vậy đứng ở căn cứ người phụ trách lập trường đến nói đây cũng là nhân chi thường tình đại gia hiện tại liên cái chỗ ở cũng không có liền càng không cần phải nói khác thủy đều là từ bên ngoài mang đến bình trang thùng trang thủy điện thôi trừ hiện nay khu làm việc có thể mở điện bên ngoài, địa phương khác cũng không cần suy nghĩ, ăn, đồng dạng muốn từ bên ngoài vận tiến vào. Căn cứ bách phế đại hưng, nhưng cứ như vậy vài người, đại gia không nhọc động chẳng lẽ muốn chờ chính nó biến ra khỏi phòng tử tới sao? Lại không giống như là ở vi rút bạo phát tiền, còn có thể tìm mấy kiến trúc đội gì gì đó. Bắt đầu từ khi nào? Một lát sau, trạm hút dương thờ ơ hỏi hẳn là theo ngày mai sẽ bắt đầu tính vu nam cúi mặt trả lời nói ngươi bây giờ còn thụ thương chúng ta giao điểm mễ cho ngươi miễn đi kỹ tiểu thì đi bất quá thủ tục thượng nói hội căn cứ tình trạng sức khỏe sở trường đẳng làm ra thích hợp điều chỉnh đem vết thương của ngươi tình báo lên không biết là không phải có thể xét giảm lượng trạm hút dương tịnh không đồng ý ý tưởng của nàng ngày mai trước đi xem lại nói ta trước thử thử nếu như thực sự ăn không tiêu suy nghĩ thêm giao lương tình huống, căn cứ không nên như vậy bất thông tình lý. Của chúng ta mễ cũng còn lại không nhiều lắm, huống chi một ngày một cân cũng không là số lượng nhỏ, đô giao đi lên chúng ta ăn cái gì. Lại muốn đi mua, giá nhân liền đắt. Nói cũng đúng. Cách liêm không có kéo lên, quay quá là có thể nhìn thấy hắn và thang viên. Vu Nam xã hạ khóe miệng, quân đội cổ vũ nhập ngũ, lao vụ thời gian rút ngắn vì hai tiểu thì bất quá còn muốn an bài cái khác nhiệm vụ hoặc nhìn cũng không nhẹ tùng hơn nữa bất tự do thấy trạm húc dương cầm lên thủ tục vu nam xoay người theo thổi phòng điếm thượng khởi đến ta đi làm cơm ta cho ngươi nhóm lửa trạm húc dương hỏi không cần hôm qua ta là có thể chính mình đốt than củi vu nam mang theo than củi ra dùng báo chí dẫn đốt sau đó đi trong xe phiên ăn liên ăn mấy ngày mì phở, nàng cũng mau ăn phun ra. xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận nói nhau nhau ồn ào thanh âm, không biết xảy ra chuyện gì. theo sát cũng không lâu lắm lại truyền tới hai tiếng súng vang, Vu Nam động tác trên tay dừng một chút, tiếp tục theo trong xe lấy ra nguyên liệu nấu ăn. chuyện gì xảy ra? Trạm Húc Dương đi ra tới hỏi. Vu Nam lắc lắc đầu. đơn giản sau hai thái, muộn một qua cơm làm tốt thời gian Vu Chấn Thanh vừa lúc trở về. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 18, thứ 18 chương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio Com. Húc Dương, ngươi vết thương khép lại thế nào? Vu Chấn Thanh vừa vào cửa liền hỏi. Mau được rồi, thế nào? Trạm Húc Dương nghi hoặc ngẩng đầu, có chút ít phiền phức. Vu Chấn Thanh xung quanh liếc mắt nhìn, nghĩ tìm một chỗ tọa hạ, mới phát hiện liên cái ghế cũng không có. Buổi sáng có hai người bị thương, không có báo cáo, kết quả vừa đột nhiên biến thành tang thi theo trong lều chạy ra tới bắt bị thương vài người. Việc này kinh động mặt trên, yêu cầu chúng ta qua đây nhóm người này toàn bộ tiếp thu kiểm tra, phàm là trên người có vết thương giống nhau cách ly. Trạm hút dương nghe xong đảo không thế nào để ý, kiểm tra liền kiểm tra, không sao cả ta đây là vết thương đạn bắn, lại là vết thương cũ, sợ cái gì? Dù cho bọn họ bất kiểm tra, ngày mai ta cũng vậy muốn nói ra. Ai, với thúc, căn cứ thành viên muốn tham dự kiến thiết chuyện ngươi biết không? Vừa mới biết. Ăn cơm trước, Vu Nam bưng qua theo ngoài cửa tiến vào, ở bên ngoài liền đem hai người lời nghe cái thanh thanh sở sở, bất kể là kiểm tra còn là cách ly, ăn no mới có khí lực lăn qua lăn lại. Ba người xếp thành bài ngồi ở thổi phòng điếm đầu trên bát ăn cơm, cuối cùng ngồi sổng cái thang viên ném đuôi, từ cao xuống thấp, nhìn qua hẳn là một bức rất buồn cười hình ảnh, bất quá lúc này ai cũng không có nói đùa tâm tư. Lều vải cách không được âm, bên ngoài tiếng cãi vã cùng khuyên giải thanh không ngừng chui vào trong tai. Theo bọn họ khắc khẩu nội dung đến xem, hẳn là lại phát hiện một danh chưa báo cáo người bị thương. Bởi vì còn chưa có tang thi hóa, ý thức lại thanh tĩnh, cho nên chết sống không muốn theo kiểm tra đội nhân ly khai Nhanh lên một chút ăn Vu chấn thanh cắt ngang của nàng hoảng thần Nga Rất nhanh bác hoàng cơm Vu nam cầm bác đổ đến phía ngoài lều Dùng dự lưu lại gạo thủy tắm Trước mắt tia sáng bỗng nhiên tối một chút Nàng ngẩng đầu Nhìn thấy 7 tám danh quân nhân đứng ở trước mặt Trong đó duy nhất một danh tam chừng 15 tuổi nữ tính Ở quân trang bên ngoài chụp vào kiện áo dài trắng sau đó lại phi kiện quân áo khoác ngoài hẳn là danh quân y kiểm tra vết thương trong nhà kỹ miệng ăn đô ở nhà sao? đứng ở phía trước nhất nhân nói nàng còn chưa có đáp lời vu trấn thanh liền ra đón tiến vào nói đi liền ba người vu nam vội vã rửa chén xong theo vào đi vu trấn thanh đem trạm hút dương tình huống nói một chút bọn họ đảo không làm khó chỉ nói là nhượng hắn mở ra vải xô kiểm tra vết thương một chút Lúc trước treo lên cách liêm phái thượng công dụng, hai người khác theo trạm hút dương đến bên trong làm kiểm tra. Tên kia quân y quay đầu nói chuyện với Vu Nam, hỏi bao nhiêu, có nguyện ý hay không đến chữa bệnh trung tâm làm việc chờ một chút, lại hấp dẫn nàng nói nhập ngũ hậu phúc lợi đại ngộ đều phải đề cao mấy đẳng cấp. Nếu như là người khác, nghe thấy nàng nói như vậy đại khái cũng sẽ đồng ý, nhưng Vu Nam cái gì cũng không thiếu, càng không muốn luôn luôn đã bị trói buộc. Vu Chấn Thanh ở bên cạnh cũng không ngăn cản các nàng nói chuyện, hẳn là cũng là tồn nhượng chính nàng quyết định ý tứ. Xin lỗi, ta tạm thời còn chưa có phương diện này ý nghĩ. Nếu có tất yếu, ta nghĩ đến lúc đó ta sẽ ưu tiên suy nghĩ ngài đề nghị. Nàng mỉm cười khéo léo từ chối. Nữ quân y không để ý cười một chút, không quan hệ, ta chỉ là cho ngươi một nho nhỏ đề nghị. Đúng rồi, ngươi con chó này nhưng nếu coi trọng, không thể để cho nó ra cắn người bằng không hội tịch thu xử lý vu nam cứng một chút ở này vật chất càng lúc càng thiếu thốn thời gian bị mất trở ra nói không chừng liền biến thành một chén thịt bất nói không chừng là ngay cả xương cốt ra đô không còn cảm ơn ngài nhắc nhở ta sẽ xem trọng nó hơn nữa thang viên rất thông minh bất loạn gọi cũng chưa bao giờ cắn người bên kia kiểm tra hoàn trạm húc dương thay đổi vu chấn thanh đi vào thế nào Vu Nam đối đi tới trạm hút dương dò hỏi. Không có vấn đề. Hắn gật đầu một cái nói. Vậy ngày mai sống làm sao bây giờ? Theo thang viên vấn đề trung phục hồi tinh thần lại, nàng cố ý hỏi. Mục đích chủ yếu vẫn là nói cho ở đây mấy người ngoài nghe, người bây giờ tình hình không có biện pháp liên tục kiền thời gian dài như vậy thể lực sống đi. Nghe huyền ca biết nhã ý, trạm hút dương phối hợp nhìn về phía bọn họ, là bắt đầu từ ngày mai liền muốn tham gia lao động sao? Giống ngươi loại tình huống này có thể đến chữa bệnh trung tâm viết hóa đơn thương thế chứng minh, ở chứng minh thời hạn có hiệu lực nội cho phép không tham gia căn cứ kiến thiết. Đồng dạng, cũng sẽ không thu được tích phân cùng thức ăn. Nữ quân y trả lời nói. Hẳn là. Trạm hút dương không có dị nghị. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một hộp yên, một người phân một chi, cùng bọn họ hỏi thăm khởi căn cứ hiện nay hiện trạng. Căn cứ tình huống hiện tại ngươi cũng đều thấy được, ít người, trang bị chưa đủ, cho tới bây giờ thiên quá người tới sổ liên mục sư cũng chưa tới. Các ngươi hôm nay vừa tới, đẳng ngày mai đi báo cáo sẽ biết, bộ đội muốn một lần nữa cải biên, tên thay đổi, biên chế cũng thay đổi. Chúng ta căn cứ là chỉ đối mặt quân nhân sao? Trạm hút dương đêm còn lại yên trang cải lại túi liền như bây giờ kia có điều kiện hấp thu người thường A, tới làm cho người ta ở lều vải, có thể có mấy người nguyện ý đến. Một người khác trả lời nói. Còn không thuộc, đại gia nói chuyện luôn luôn có mấy phần bảo lưu. Cũng không thể nói như thế. Dù sao tấm tựa đại thụ hảo hóng mát, tới nơi này ít nhất an toàn rất có bảo đảm. Đang nói, vu chấn thanh cùng lúc trước đi vào hai người đi ra. Nên chúng ta nữ quân y quay đầu hướng Vu Nam nhắc nhở một câu. Ân. Ừ. Vu Nam ứng một câu, đi vào cách phía sau rèm mặt, nghe bọn hắn bên ngoài biên tiếp tục trò chuyện. Mọi người đều là ông may mắn tâm lý, không đến vạn nhất bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không chạy đến ở đây đến bị tội. Khí trời lạnh, có thể vén lên y phục ngươi liền vén lên cho ta nhìn nhìn là được, không cần phải toàn bộ cởi ra. Nữ quân y sang sóc nói. Vu Nam âm thầm thở vào nhẹ nhõm, đối một người lạ cởi quần áo thật sự là kiện rất lúng túng sự tình. Cảm kích cười cười, y theo nàng theo như lời trước đem cánh tay, chân đẳng cho nàng kiểm tra hoàng, sau đó tiền tiền hậu hậu lưu quần áo một chút dù cho quá quan. Thấy các nàng kiểm tra hoàng, mặt khác vài người cũng không hàng huyên, quay người đi nhân. Trời sắp tối rồi, thừa dịp còn có thể thấy rõ, muốn đuổi ở hoàn toàn đêm đen đến trước đến còn lại lều vải đi một chuyến cất bước bọn họ, trạm Húc dương buông rèm cửa, thuận tiện đem đóng quân giả ngoại đèn mở, treo đến lều vải trên đỉnh. Ngày mai chữa bệnh trung tâm mở cửa ngươi liền đi đem chứng minh khai ra đến. Vu Chấn Thanh ngồi ở thổi phòng điếm thường, ngửa đầu nói với hắn. Trạm Húc dương đáp ứng một tiếng, theo bên tường sách quá ba túi ngủ, phân biệt đệ cho Vu Nam cùng Vu Chấn Thanh. Thuận tiện đi giao dịch khu nhìn nhìn, tiểu nam làm hỏa thiêu, bánh nướng nhiều lắm, nhìn có thể hay không đổi một chút khác thức ăn trở về. Hắn ngồi vào khí điếm thượng, giảm thấp xuống thanh âm, tốt nhất có thể tìm tòi một chút lương thực hạt giống. Chính ngươi nhìn xử lý, chỉ là hiện tại liên cái chính kinh chỗ ở cũng không có, đông tây không thích hợp quá nhiều. Vu Chấn Thanh nhắc nhở nói. Ta biết. Trạm hút dương thật dài phun ra một hơi, dùng sức nằm đến khí điếm thượng. Thế giới này thế nào bỗng nhiên liền thay đổi cái bộ dáng đâu hắn nhỏ tiếng. Trước đây vẫn là vây quanh học nghiệp chuyển, sau đó tốt nghiệp sau này lấy thành tích của hắn cũng là dùng người đơn vị tranh đoạt đối tượng, mỗi ngày bận biệu, đột nhiên dừng lại đến lúc, lại bỗng nhiên phát hiện thế giới thay đổi cái bộ dáng. Vì sao? Vu Nam liễm hạ con ngươi, thoát được liền còn lại giữ ấm áo lóc hậu chui vào túi ngủ. Là oán em mờ quốc nghiên cứu chế tạo ra loại bệnh này độc. Còn là nói tiểu thuyết tình tiết cần đâu. Vu Chấn Thanh giúp nàng kéo lên cách liêm, không khi nào đèn cũng đã tắt, tất tất tắt tắt một trận thanh âm hậu, ba người trong bóng đêm nói hội thoại, buồn ngủ dần dần đánh tới. Một nóng hầm hập lông xù gì đó dựa vào qua đây, vô ý thức lý biết là thang viên, Vu Nam nhắm mắt lại đưa tay sờ sờ, lùi về túi ngủ lý. Sáng sớm hôm sau, ăn xong cơm sáng, ba người mỗi người hành động. Vu Nam cùng Vu Chấn Thanh địa điểm tập hợp không đồng nhất dạng, trạm hút dương thì muốn trước đi một chuyến chữa bệnh trung tâm. Thang viên bị bọn họ buộc ở bên cạnh xe, đã có thể nhìn xe, lại có thể cố lều vải. Bọc áo bông đi tới Đại học Bắc Kinh Môn, cũng chính là hôm qua bọn họ tiến vào lúc trải qua trước đại môn địa điểm tập hợp, Vu Nam tùy ý tìm cái không ai địa phương đứng. Ở đây đã tụ tập không ít người, có nam có nữ, trẻ có già có, có thấy qua, còn có chưa từng thấy có quen biết nhân thấu cùng một chỗ nói nhỏ, nhưng nhiều hơn là tượng vu nam một người như vậy tỉnh tỉnh đợi. Nàng chú ý tới còn có một chút nhân, không có giống bọn họ như nhau tuyển trạch chờ đợi, mà là trực tiếp đi phục vụ trung tâm, một lát sau lại trước sau ly khai. Đấy lòng nghi hoặc chợt lóe lên, đảo không có để ở trong lòng. Thế giới này lớn như vậy, nếu như mọi chuyện đều phải thám thính cái nhất thanh nhị sở, đã sớm nên mệt chết đi được. 8 giờ 30 phút chỉnh, một danh treo thượng úy hàm quân nhân đi tới bọn họ trước mặt, ở hắn không xa không gần vị trí, theo hai danh trẻ tuổi thiếu úy. Các vị hảo. Hắn sụ mặt nói. Người ở chỗ này đô an tỉnh lại nhìn hắn, chờ hắn tiếp được đến muốn nói sự tình. Mọi người đều là hôm qua vừa đến căn cứ, hiện nay căn cứ kiến thiết còn rất nguyên thủy, nhưng ta tin, ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ, nó hội càng ngày càng tốt, thành cho chúng ta cộng đồng gia viên đồng thời chúng ta còn muốn cùng một chỗ cộng sự rất lâu hy vọng đại gia có thể ở chung khoái trá lần đầu gặp mặt ta là nhiệm vụ của các ngươi phân phối đội trưởng ta họ gừng gừng dịp hoa phía dưới ta muốn nói sự tình mời các ngươi ký lao chỉ có ở cần phân phối nhiệm vụ mới lúc mới có thể tới nơi này tập hợp nếu như ngươi trên đỉnh đầu nhiệm vụ không có làm xong hoặc là không có nhận được ta thay đổi nhiệm vụ thông tri chỉ cần ở mỗi ngày bắt đầu làm việc trước sau đến phục vụ trung tâm quẹt thẻ là được, tích phân đang làm việc sau khi kết thúc cùng ngày kết toán. Mỗi lần nhiệm vụ đô hội phân công một danh tiểu đội trưởng, hắn sẽ chỉ đạo các ngươi thế nào chính xác làm việc, làm việc không tiếp thu thật hoặc là không hợp cách giả, cùng ngày tích phân thủ tiêu. Mặt khác, tin tưởng mọi người cũng đã biết làm việc thời gian, nam theo sáng sớm 8.30 đến buổi chiều 4.30, nữ đồng dạng là 8.30 bắt đầu làm việc, đến buổi chiều 1.3 không kết thúc. Nói đến đây, gần dịp hoa dừng một chút, lời vô ích cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng mọi người thích hơn tự mình thăm dò căn cứ tất cả. Tào Phong, Sử Nguyên Lâm. Đến. Phía sau hai danh thiếu úy đủ bộ về phía trước nửa bước. Gần dịp hoa phất phất tay, mang theo của các ngươi nhân đi thôi. Là. Hai người chỉnh tề đáp. Trong đó một danh hơi chút cao một chút lấy ra một tờ danh sách, Lữ Dung, Thường Dương, Đơn Vũ Bân. Vu Nam, Phùng Hiên. Lôi ở giữa, điểm đến tên đi theo ta. Hắn thu hồi danh sách, ngẩng đầu nhìn, làm một tiêu chuẩn hướng quẹo phải động tác, dẫn đầu về phía trước bước đi. Thấy tình trạng đó, bị điểm đến tên nhân vội vàng đuổi theo. Đồng thời phía sau truyền đến một cái khác nhượng còn lại nhân cùng hắn đi thanh âm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 19 Thứ 19 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mọi người đi tới căn cứ gốc Tây Bắc thời gian dừng lại, Vu Nam mới phát hiện bên này sớm đã đào được rồi một hình chữ nhật hố sâu, hơn nữa đã có hơn 10 người mang theo nón bảo hộ nam nhân chờ ở chỗ này. Thiếu úy dừng bước lại, quay người lại mặt đối với bọn họ, ta kêu Tào Phong, các ngươi có thể gọi ta Tào đội trưởng. Nơi này là sau này chữa bệnh trung tâm vị trí, mọi người xem tới, hố đã đào hảo, tiếp được đến chính là hạ cái cọc đánh nền. Này hơn 10 vị là lâm thời cho các ngươi mời tới chỉ đạo sư phó, hội giáo cho các ngươi cụ thể nên thế nào thao tác. Tào Phong nhìn chung quanh liếc mắt một cái, bắt đầu dựa theo danh sách cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ. Nam nhân toàn bộ muốn tham dự đến kiến trúc, đổ bê, công chờ một chút một loạt làm việc trung đi, tức là đắp lâu người thi hành. Nữ nhân phân công thì so sánh tế, có vận chuyển vật liệu xây dựng, có chuyên môn đệ liệu, còn có cùng xa chờ một chút. Vu Nam bị phân phối đến cùng hai người khác cùng nhau vận gạch, đem đôi ở Bắc Môn phụ cận hơn lỗ hồng gạch dùng đơn luân xe đẩy tới hố biên Mã Hảo, xem như là so sánh thoải mái việc. Chúng ta đi thôi. Lữ Dung, cùng nhau vận gạch nhân viên tạp vụ, quay đầu lại nhìn các nàng nói. Mặt khác một người tên là La Hân, tuổi tác cũng không lớn, 25-26 tuổi bộ dáng đôi vật liệu xây dựng địa phương cách hôm qua dừng xe vị trí không xa tìm được kia rất dễ bên cạnh lung tung bày kỹ cổ xe cút kíp không người sử dụng xe cút kíp không tốt đẩy vu nam hồi bé vui đùa như nhau đẩy quá một lần lật xe liền không nửa động tới tay vu nam cùng la hân nghe theo lữ dung đề nghị quyết định trước dùng xe trống luyện tay một chút mang thượng thống nhất phối phát tuyến găng tay hai tay bắt được tay vịn không dùng được bao nhiêu khí lực liền đề khởi đến thế nhưng một đi về phía trước liền lộ hãm xe một lần nữa bất ổn luôn luôn tả xoay quẹo phải thật vất vả ngay ngắn trở về lập tức lại thiên tới một hướng khác ôi 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 cạch xe cút kiếp còn là lật bên cạnh la hân cùng lữ dung cũng không tốt hơn chỗ nào nhìn nhau đô nhịn không được bật cười lên ai được rồi đừng cười suy nghĩ một chút làm thế nào chứ Lữ Dung nâng dậy xe, thẳng thở dài. Dù cho hiện tại tạm thời còn không dùng được này gạch, nhưng chúng ta cũng không thể lão như thế hao tổn, đừng quên, chỉnh đóng lâu che lại cần bao nhiêu gạch. Phải đợi chân chính tới lấy gạch thế tường thời gian, chúng ta này chạy tới chạy lui tốc độ căn bản cung không hơn. Còn là nghĩ nghĩ biện pháp, sớm kéo qua đi sắp ở đó đi. Không có biện pháp, chỉ có thể nhiều luyện, nắm giữ cân bằng thì tốt rồi. Vu Nam lắc lắc đầu, nhận mệnh nâng dậy xe tiếp tục đi trước. Lúc này lại có mấy vận thép cùng sơn liệu nhân qua đây, có người hội đẩy loại này xe cút kiếp, liền ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở mấy câu. Nàng thử rất lâu, mới cảm thấy hơi chút bắt được một chút bí quyết. Lo lắng nửa đường lật xe, lần đầu tiên trước trang bán xe gạch. Ta đi trước A. Cùng hai người khác lên tiếng chào hỏi, vu nam siêu siêu vẹo vẹo thúc xe về phía trước bước đi đi lên một đoạn ngắn liền muốn dừng lại đến điều chỉnh một lần, bất quá chừng 10 phút đồng hồ lộ, chờ nàng thật vất vả đến hố biên thời gian, có ít nhất 20 phút trở lên. Còn chưa tới trước mặt, liền nghe đến thình thịch thình thịch, đang đang hỗn hợp cùng một chỗ các loại thanh âm, còn có một chút nàng gọi không hơn tên khí giới lái đến hố biên. "Tào đội trưởng, này gạch để chỗ nào nhi a?" À? Vừa lúc nhìn thấy Tào Phong còn chưa đi, Vu Nam rất xa hô. Tào Phong quay đầu nàng lại hỏi một lần, liền thấy hắn đi tới. Thế nào ít như vậy? Ngươi đi một chuyến này ít nhất cũng phải đem xe chứa đầy đi. Hắn bất mãn nói. Vu Nam buông xe tay vịn, ta này bất là lần đầu tiên dùng loại này xe cút kiếp sao? Không nửa đường bay lên sẽ không sai rồi, chờ ta thích ứng một chút. Để chỗ nào nhi a? À? Nàng lại hỏi một lần. Tào Phong có lẽ là nhìn nàng tuổi tác không lớn, không tốt nhiều lời, Cả hữu xem xét nhìn, chỉ vào một cái phương hướng, nhà, liền đôi bên tường đi, đôi ổn điểm A, cũng đừng quay đầu lại rót nữa. Đi lại nhảy, vậy ngài trước vội vàng. Vu Nam gật gật đầu, nâng lên xe liền đi. Đem gạch nhất nhất mã hảo, đường về thời gian nhìn thấy Lữ Dung cùng La Hân cũng siêu siêu vẹo vẹo qua đây, như nhau cũng là bán xe. Nàng cười một tiếng, đem cho vào gạch địa phương nói cho các nàng biết, mới sau đó xe đẩy trở về đi vừa lên buổi trưa tới tới lui lui, Vu Nam mình cũng không có chú ý tới đế chạy bao nhiêu tranh, chỉ là cảm thấy đôi tay này cùng cánh tay đều nhanh không phải là của mình. Bắt đầu còn cảm thấy thật thú vị, phía sau liền là thuần túy chịu tội, ít nhất nàng trước còn cố ý rèn luyện quá một khoảng thời gian thể lực, mà lữ Dung cùng La Hân, xem ra đều nhanh mệt gục xuống. Ai? Ta là thật không được. Lữ Dung ngồi dưới đất hữu khí vô lực khoát khoát tay, hồng hộc thở mạnh bên cạnh La Hân cũng không khá hơn chút nào, trời rất lạnh ra tức khắc hẳn, tự ở xe cút kiếp biên nằm bò, tay không ngừng run run. Coi như là rèn luyện thân thể. Vu Nam một bên thở dốc, một bên cắn răng đem gạch hướng xe khôn lý mã. Hai người các ngươi nhưng cẩn thận đừng làm cho tàu đội trưởng nhìn thấy, nếu không không chừng hội nói cái gì đó. Nói xong, buông cuối cùng hai khối gạch, nàng đẩy khởi xe liền đi. Không kịp, mệt đều nhanh mệt chết đi được, yêu nói cái gì nói cái gì đi. Phía sau truyền đến la hân thanh âm, vu nam không quay đầu lại, tự cố tự đi về phía trước. Nàng hiện tại chính là đề một hơi, mới có thể chống đỡ đến bây giờ, nếu như dừng lại đến, không chuẩn cũng sẽ ngồi dưới đất không muốn đứng lên lại. Cô nương, nghỉ ngơi một chút đi, vừa có người đến thông tri nói là mau ăn cơm. Tá gạch thời gian, một vị thượng một chút niên kỹ đại gia nói với nàng đi cảm ơn ngài vu nam ngẩng đầu đối hắn lễ phép cười hạ nói cảm ơn cũng không kịp tạng bất tạng một thí luồn ngồi vào bên cạnh thấp gạch đôi thượng mệt không giống ngươi các như vậy người trẻ tuổi kia trải qua khổ như thế lực sống a à? đại gia lắc lắc đầu nói này thế đạo thực sự là làm bậy a à? vu nam mân môi ngoắc ngoắc khóe miệng đôi đến lúc này khẳng định không thể lại giống như trước như nhau thế nào an nhàn thế nào đến nhiều kiền điểm sống rất tốt cường thân kiện thể chạy được mau đại gia cùng bên cạnh vài người ha ha cười còn là ngươi tiểu cô nương này thấy khai a à, ta coi thấy không ít người đô ở oán giận này đều quy định đâu còn không bằng ngươi một tiểu cô nương nhìn thấu qua ai ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi vu nam hé miệng cười nghỉ ngơi một hồi một đạp xe ba bánh phụ nữ qua đây đưa cơm, Lữ Dung cùng La Hân thúc xe theo ở phía sau, không biết là không phải nửa đường thượng gặp được. Vu Nam đối các nàng phất phất tay, xem như là chào hỏi. Ở một thùng không biết có làm hay không tịnh trong nước rửa qua tay, lại từ trong túi áo lấy ra một bao tiêu độc khăn ướt tế tế trà lao quá, nàng tiến đến xe ba bánh tiền. Một cái bánh bao, một chén nhỏ cải trắng ngao đậu hũ, chính là bọn họ mỗi người định lượng cơm trưa bài mở một lần tính chiếc đũa, một tay nắm bắt bánh bao, tay kia đi vén duy nhất bác thượng đắp kỹ càng nắp. La Hân bưng thức ăn ngồi vào nàng bên cạnh, bên cạnh gạch đôi phát ra nhẹ, cùng cục thanh, sau đó Lữ Dung cũng thấu qua đây. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, các ngươi nếu không qua đây, nên đi gọi các ngươi hồi tới dùng cơm. Vu Nam nói chuyện, dùng chiếc đũa lay một chút trong bát cải trắng. Mệt mỏi vừa lên buổi trưa, nàng đã sớm đói bụng, kẹp khởi một chiếc đũa thường thường, vị đạo còn không tính quá kém. Chúng ta đi đến nửa đường thượng vừa vặn nhìn thấy. La Hân trong miệng nhai bánh bao, mơ hồ không rõ nói. Ai, thế nào không thấy được tàu đội trưởng? Không biết, ta vừa mới trở về liền không gặp người khác. Vu Nam vừa ăn vừa nói. Tiểu vô ngươi cũng là theo 105 quân trang giáp ba sư qua đây sao? Buổi sáng mọi người đều vội vàng làm việc, tới lúc này mới có thời gian nói chuyện phím ai vô nam sửng sốt lúng túng cười cười ta cũng không rõ lắm a à, ta là theo chân tiểu thúc thúc qua đây trước đi hắn chỗ đó quá tết trung thu kết quả bởi vì có việc đình lại mấy ngày sau đó còn muốn chạy đô đi không được ta không có hỏi quá hắn lệ thuộc bộ đội phiên hiệu cho nên không rõ lắm các ngươi là theo kiều lâu thị qua đây sao lữ dung cười hỏi đối Vu Nam gật đầu một cái. Vậy không sai. La Hân dơ dơ chiếc đũa, ném ra vài giọt canh nước rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất. Không được thời gian ta còn thật chưa từng thấy qua ngươi, ngươi ở đâu chiếc xe thượng. Hỗn hợp đậu hũ, Vu Nam đem trong miệng kia miệng không tư không vị bánh bao nuốt xuống, tự chúng ta lái xe, cùng ở bốn hào phía sau xe qua đây. Nga, thảo nào đâu, ta cùng Lữ Tỷ đều là ngồi bộ đội an bài đại khách, có lẽ là ở ngươi phía trước. Bên cạnh có người hy lý khò khè đem cơm, thái ăn xong, sờ sờ bụng, rõ ràng là không ăn ăn no, nhìn nhìn lại những người khác trong bát, cũng chỉ có thể nhẫn. Chúng ta những người này a à, đều là theo một chỗ tới. Dự đoán sớm tới những người đó còn có khắc sống, không nhìn thấy sáng sớm hôm nay thật là nhiều người đi phục vụ trạm quẹt thẻ sao. Một nhìn qua 40 có hơn rất có học vấn nhã nhặn nam nhân nói bất quá hắn hiện tại hình tượng nhưng không thế nào hảo, toàn thân bẩn thiểu, hồ tra cũng như là mấy ngày không quát. Liên phòng ở đều phải chúng ta chính mình đắp, này căn cứ lớn như vậy, lúc nào có thể là cái đầu. Một người khác quán giận nói. Vu Nam vội vàng ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, thật sâu thở dài. Nàng cũng rất muốn hỏi một chút, loại này chính mình động thủ, cơm no áo ấm, ngày lúc nào mới có thể là một đầu đem đã dùng qua duy nhất bộ đồ ăn ném vào thu thập rác rưởi sơn trong thùng, bưng dạ dày đánh cái ở no nê. Tầm mắt đảo qua một đầu khác, những thứ ấy nghe nói là đến giáo dục bọn họ thế nào đắp phòng ở nhân, ăn cơm xong chính vây ngồi cùng một chỗ nói chuyện phím, nhìn qua không giống như là muốn hô đại gia lập tức làm việc ý tứ. Vu Nam nhìn quanh một vòng, tuân theo, vừa mới ăn xong cơm liền vận động đối thân thể không tốt, nguyên tắc, một lần nữa ngồi trở lại lục tục đẳng tất cả mọi người ăn xong, lại nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, quả nhiên liền nhìn thấy những người đó gọi đại gia, lúc nghỉ trưa gian kết thúc. Buổi sáng mệt nhọc vẫn chưa cho vu nam tạo thành nhiều quấy nhiễu, có ăn cơm trong khoảng thời gian này, liền khôi phục bát, cửu thành. Một lần nữa đẩy khởi xe cút kíp lại chạy ba qua lại, nàng hôm nay làm việc liền kết thúc. Cùng những người khác cùng nhau đến phục vụ trung tâm soát hoàng tạp, trên đường trở về có mấy nữ nhân đưa ra muốn đi giao dịch vật tư địa phương nhìn nhìn. Tiểu vu, cùng đi sao? Dù sao nhìn nhìn lại bất dùng tiền. Lữ Dung hỏi. Nghĩ đến trạm hút dương đại khái đã đi chợ đổi qua, vu nam suy nghĩ chỉ chốc lát lắc đầu, các ngươi đi trước đi, ta trước trở về một chuyến, khả năng trễ giờ gặp qua đi. Vậy được rồi, chúng ta đi. Phất tay một cái, Vu Nam cùng còn lại vài người cùng nhau trở lại nơi ở tạm thời. Không thấy được Thang Viên ở bên cạnh xe đợi, hẳn là bị Trạm hút Dương phóng tới trong lều đi. Càng đi càng gần, còn còn lại một đoạn ngắn cách thời gian liền nhìn thấy Thang Viên theo trong lều vọt ra, chạy vội nhào tới trên người nàng, lực lượng khổng lồ làm cho nàng đánh một lão đảo. Ai Tổ Tông, ngươi biết ngươi có bao nhiêu trầm sao? Áo bông bị Thang Viên ấn mấy dấu móng tay hoàng phát phát phá lệ bắt mắt. Vu Nam đã trở về. Trạm hút dương thanh âm từ bên trong truyền đến. Ân, hút ca, ta đã trở về. Vu Nam buông ra thang viên, vỗ vỗ trên y phục đất, vén rèm cửa lên đi vào lều vải. Trạm hút dương ngồi ở khí điếm thượng bào đầu gỗ, bên tường đôi một ít dài ngắn không đồng nhất tấm ván gỗ cùng một chút thức ăn, bình trang thủy. Đang làm cái gì? Vu Nam ngồi xổng xa hơn một chút một chút địa phương hỏi. Làm mấy ghế, bàn, bất cầu nhiều tinh xảo, ít nhất cũng phải có một ăn cơm địa phương. Trạm hút dương suy suy bào mấy cái, cầm lên nhìn nhìn sờ sờ, lại điều chỉnh vị trí suy suy hai cái. Nhìn không ra hắn còn là một thập hạng toàn năng, Vu Nam cũng không nhiều dây dưa, ngược lại hỏi hắn ban ngày ở căn cứ chuyển thế nào. Nào, dùng 10 đường hỏa thiêu thay đổi mấy thứ này trạm hút dương đối bên tường nổ biểu môi tấm ván gỗ là ta nhặt về không dùng được tích phân ở thị trường giao dịch có thể dùng vật tư đổi tích phân cũng có thể lấy vật dịch vật ta đi thời gian tương đối sớm chỉ có căn cứ chính thức giao dịch trước cửa sổ mở ra buổi chiều cùng buổi tối hội có một chút nhân tự phát ở nơi đó bày hàng ngươi có thể đi nhìn nhìn hảo vu nam đấm đấm vi toan chân nhỏ ngồi vào bên cạnh hắn đẳng tiểu thúc thúc trở về ăn cơm tối xong lại đi đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 20 Thứ 20 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm thời giao dịch khu, ở vào căn cứ gốc Đông Bắc Lâm thời chữa bệnh trung tâm bên cạnh. Tới gần tường thành vị trí, là từ phục vụ trung tâm bên kia kéo dài qua đây bình tầng giảng dị phòng, bên trong thiết có mấy trước cửa sổ, làm căn cứ chính thức buôn bán nơi. Bên ngoài là một mảnh không tràn, tới buổi chiều cùng vào buổi tối, sẽ có một số người bởi vì mỗi người nguyên nhân chạy đến nơi đây đến bày hàng vỉa hè, trao đổi một chút vật tư hoặc là mua hàng ngày đồ dùng, giá nếu so với chính thức hơi chút tiện nghi một ít. Màn đêm buông xuống, toàn bộ căn cứ bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, có chỗ của người ở lấm tấm lộ ra yếu ớt sáng, nhiều hơn địa phương thì lại là đen kịt một mảnh trên trời liên một vì sao cũng không có nói không chính xác ngày mai đấy chậu thiên hoặc là tuyết rơi trong lòng ông đóng quân giả ngoại đèn vu nam vừa đi một bên tay cầm phát điện loại này đèn sạc điện phương thức phi thường linh hoạt có thể tọa sung xe sung cũng có thể tay động năng lượng mặt trời nguyên bản ban ngày thời gian là dưới ánh mặt trời sung bị điện giật nhưng bởi vì hôm nay ánh nắng không phải rất sung túc nàng còn là quyết định tay cầm một hồi phía trước ánh đèn nhiều hơn, lờ mờ có thể thấy có người ở đi lại. Liền ở phía trước. Trạm hút dương nói. Vu chấn thanh đi ở bên cạnh, trên tay mang theo cái đục màu đen túi ni lon, ra cửa lúc ở bên trong trang 10 đường hỏa thiêu. Đến bày hàng nhân không sai biệt lắm mỗi một cái quầy hàng tiền cũng có chiếu sáng công cụ, đại đa số đều là tiểu ngói sổ đèn tin, miễn cưỡng có thể làm cho nhân thấy rõ ràng đều là những thứ gì hàng hóa. Dạo qua một vòng, không phải một chút loạn thất bát tao như là đồ chơi, tiểu gia điện, đồ trang điểm các loại linh linh toái toái vật nhỏ, liền là hoàn toàn không phải sử dụng đến đồ xa xỉ, những ba người hảo một trận thất vọng. Quên đi, trở về đi. Hiện tại giao dịch trung tâm tan tầm, nếu như nghĩ mua đồ ăn cùng thủy cũng chỉ có thể đẳng ngày mai. Trạm hút dương nói với bọn họ. Về đi về đi, sớm biết liền không tới. Vu Nam buồn chán dẫm dưới chân một cục đá, Nghiền đến nghiền đi Nguyên lai like còn muốn mua điểm Có thể sử dụng được thượng gì đó Kết quả nhất kiện hợp ý cũng không có Vậy chúng ta trở về đi Vu chấn thanh đánh nghiệp Ba người ra giao dịch khu trở về tản bộ Ai Tiểu thúc thúc Người hôm nay trừ hai tiếng đồng hồ Cưỡng chế lao động đô làm cái gì Vu nam chợt nhớ tới đến Hỏi Buổi chiều nàng còn cố ý đi tìm Cũng không có phát hiện tiểu thúc thúc bóng dáng Đâu là hai tiếng đồng hồ, với các ngươi như nhau là tám tiểu thì." Vu Chấn Thanh khoát khoát tay nói, "Bất quá không phải ở khu A, mà là đang B khu." "B khu? Ở đâu?" Trạm Húc Dương nghi hoặc hỏi. "Các ngươi ban ngày thời gian chú ý bốn phía trên tường thành đại môn sao?" Vu Chấn Thanh dừng một chút, cũng không chờ hắn trả lời liền nói tiếp, "Khác môn có phải như vậy hay không ta không biết, bất quá đông môn bên ngoài trên thực tế cũng không phải là ngoài thành." mà là một khối phong bế khu vực. Chỗ đó chính là B khu, vị lai thuộc về quân bộ nơi dùng chân, mà chúng ta hiện tại vị trí này khối là khu A, vị lai chủ yếu làm khu hành chính sử dụng. Vậy có phải hay không còn có C khu, khu D, E khu? Vu Nam hỏi. Bắc môn hẳn là cửa chính, đông môn ngoại là B khu, như vậy mặt khác hai đạo môn liên tiếp rất khả năng cũng là mặt khác một cái khu vực. Nàng hãy nói đi, căn cứ thế nào nhỏ như vậy, miên lai like là có khác càng khôn. Có lẽ đi. Vu Chấn Thanh từ chối cho ý kiến nói câu. Vu Nam bọn họ đến căn cứ ngày thứ ba, tới một cái tân đội ngũ, nghe nói là trước đây 68 sư, lâm thời trú đóng ở bọn họ phía nam một khu vực. Ngày thứ bảy, theo hàng loạt giảng dị lâu kiến thành, ba người rốt cuộc chuyển vào lâu nội. Một tháng sau, nghe nói bên ngoài hình thức tự hồ không tốt lắm, căn cứ rốt cuộc bắt đầu mặt hướng người thường mở ra ngày càng tăng nhanh người sống sót bắt đầu dũng mãnh vào căn cứ, vật tư trở nên khang hiếm, cũng bởi vậy, cưỡng chế chinh công rốt cuộc dừng lại. Không chỉ như vậy, phàm là muốn đi vào căn cứ người sống sót đều phải giao nạp số lượng nhất định vào thành phí, thả cần ấn nguyệt nộp lên trên cư trú phí. Căn cứ bắt đầu cổ vũ cá nhân họp thành đội ra ngoài săn giết tan thi, biến dị động vật đẳng, cổ vũ cá nhân họp thành đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, cổ vũ dị năng giả thêm vào quân đội, đến tận đây, Hoa Đông căn cứ đã sơ hiện các loại mạc thế trong tiểu thuyết người sống sót căn cứ hình thức ban đầu. Chỉ cần hứa hẹn đem cá nhân tìm kiếm đến vật tư nộp lên trên 30% là có thể tòng quân bộ lâm thời thuê súng ống, bất quá đạn còn là cần chính mình mua. Trạm hút dương uống một ngụm nước nóng, nói lên vừa ở phục vụ trung tâm cửa nhìn thấy thông cáo nội dung. Vu Nam khúc chân ngồi ở bên cạnh ghế trên, tận khả năng đem thân thể mình nhiều hơn bộ phận lui tiếng áo bông trung toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh, nhà ấm khí thể bài phóng lượng chợt rơi chậm lại, có thể dùng mùa đông năm nay so với năm rồi muốn lãnh thượng rất nhiều. Huống chi giảng dị phòng bản thân giữ ấm tính liền không được tốt lắm, cho dù đãi ở trong phòng, mặc áo bông, như nhau lạnh làm người ta run lẩy bẩy. Giết tan thi không có khen thưởng sao? Nàng hỏi. Thông cáo thượng cũng không nói gì. Trạm hút dương lúc nói chuyện, theo trong miệng phun ra một đoàn đoàn xương trắng giết tang thi không có cách nào khen thưởng, người nói hẳn là ấn số lần tính, còn là ấn cái sổ tính. Nếu như ấn số lần, chưa chừng thì có đục nước béo cò nhân, ra tùy tiện chuyển một vòng rồi trở về. Nếu như ấn cái sổ, muốn thế nào tính toán? Chẳng lẽ còn muốn đem tang thi đầu một cái ninh xuống, trang trở về ấn số lượng tính toán? vô Nam rất muốn hỏi một chút tang thi trong ốc có phải thật vậy hay không có tinh thạch, bất quá xét thấy từ đi tới căn cứ sau này trạm hút dương vẫn luôn ở dưỡng thương, không có ra quá, hỏi hắn cũng khả năng không lớn biết. Còn tiểu thúc thúc, đồng dạng không có ra quá, vẫn ở trong căn cứ mặt kiền cu ly tới. May mà nàng lúc trước còn tưởng rằng chỉ cần vào bộ đội biên chế, công việc hàng ngày liền hội giảm giảm rất nhiều. Cũng đúng. Nàng gật gật đầu. Một lát sau, lại nghĩ tới chuyện nàng quay đầu liếc mắt nhìn không biết đang suy nghĩ gì vu chấn thanh ngô khi cái gì ta tính toán bắt đầu từ ngày mai không hề đi công trường làm việc dù cho một tháng này thể lực lại tăng lên một chút cũng thay đổi không được mỗi ngày đô đem trên người mình lộng được bẩn thiểu sự thực hiện tại dùng thủy khó khăn nghĩ tắm rửa càng khó chi lại khó trạm hút dương ngẩng đầu nhìn nàng lại liếc vu chấn thanh liếc mắt một cái thấy hắn còn đang xuất thần thế là trả lời đạo Đương nhiên có thể, trước kia là cưỡng chế lao động không có biện pháp, hiện tại rốt cuộc buông ra chính sách, không đạo lý còn muốn ngươi một cô nương mọi nhà đi làm này đó tạng sống, mệt sống. Trong nhà có ta cùng với thúc, chẳng lẽ còn nuôi không nổi một mình ngươi sao? Ta không phải ý tứ này." Vu Nam cười cười, nghĩ thầm Trạm Húc Dương cũng so với nàng không lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng gần đây nói chuyện càng ngày càng già thành. "Ta là muốn cùng đội ngũ ra thu thập vật tư." nàng nói. Không được. Vu Chấn Thanh bỗng nhiên lên tiếng phản đối, ngươi biết hiện ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao? Một lộng không tốt liền sẽ đem mạng nhỏ công đạo bên ngoài biên, nghe lời, hảo hảo ở căn cứ đợi. Tiểu thúc thúc. Vu Nam bất đắc dĩ hô hắn một tiếng, ta không muốn đãi ở nhà làm một gốc cây thố ti hoa. Chỉ ỷ lại ngươi cùng hút ca, ở mặt thế là sống không nổi. Ta cũng muốn với các ngươi cùng nhau nỗ lực chậm rãi trở nên cường đại lên, cường đại đến có thể bảo vệ mình. Bây giờ còn chỉ là mạc thế sơ kỳ, càng về sau, nữ nhân địa vị liền hội trở nên càng thêm hèn hạ. Nàng tuyệt sẽ không để cho chính mình lưu lạc đến nhận chức nhân xâm lược tình hình, vậy cũng chỉ có thể sớm một bước làm cho mình cường đại lên, cường đến để cho người khác đang làm cái gì trước trước tâm sinh kiên dè. Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương Đô không có lên tiếng, nàng nói tiếp, Huống hồ ta cũng không tính toán cứ như vậy trực tiếp hướng ngoài thành chạy, đã mọi người đều nói tình huống bên ngoài không tốt lắm, ta đương nhiên phải làm đủ chuẩn bị mới có thể ra. Suy nghĩ đến đối tình huống trước mắt không biết, ta tính toán trước theo quân đội cùng đi ra ngoài mấy lần xem xem đường đi, như vậy ở an toàn thượng rất có bảo đảm một ít. Đẳng tham sáng tỏ tình huống, mới quyết định. Từ hôm nay tuyên bố thông cáo cũng có thể nhìn ra, sau này thu thập vật tư giết tan thi nhiệm vụ như vậy, đã không hề chỉ cần nhờ quân nhân đi chấp hành. Cá nhân tiểu đội, hoặc là lính đánh thuê đội, sau này sẽ trở thành vì thấp nhiệm vụ khó khăn, quy mô nhỏ nhiệm vụ chấp hành giả. Nhưng chỉ có ôm đoàn, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Nói đến nơi đây, nói chỉ là phân nửa, còn có một bán nàng không có nói ra. Ngươi nghĩ thêm vào bọn họ. Trạm hút dương hỏi. Vu Nam nhìn hắn một cái, nhún nhún vai hôm nay mới vừa phát ra thông cáo nói này đó còn gắn liền với thời gian còn sớm lại nói muốn tìm cái cùng chính mình khí tràn tương hợp đội ngũ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình hơn nữa nàng dừng một chút hút ca ngươi không có muốn gia nhập bộ đội tính toán sao bản thân nàng là ghép ước thúc mới cự tuyệt nhập ngũ thế nhưng tượng trạm hút dương như vậy quân nhân trong gia đình ra tới đứa nhỏ bình thường đô hội đối bộ đội so sánh có lòng trung thành đi vu chấn thanh cười nhìn nhìn trạm húc dương những chính hắn nói khụ tiến vào bộ đội liền ý nghĩa muốn thời khắc phục tùng mệnh lệnh ở thời gian chi phối thượng trở nên thân bất do kỹ nếu như ta cùng với thúc cùng nhau tiến vào bộ đội bên ngoài còn lại một mình ngươi đãi ở nhà cũng không an toàn bất quá ngươi vừa đề nghị ta cảm thấy cũng không tệ lắm không như chúng ta thẳng thắn tổ chức mình một đội ngũ Vu Nam sửng sốt một chút thần, tình huống của bọn họ nhưng không giống như là khác đoàn xe như vậy, một đội người đã trải qua rất nhiều đau khổ, trong quá trình này đây đó đã đã vừa lòng hiểu biết cùng tín nhiệm, mới có thể ở đến căn cứ hậu đăng ký trở thành một cái lính đánh thuê đội. Có thể nói nàng bây giờ có thể tin nhân chỉ có Vu Chấn Thanh cùng Trạm Húc Dương, Vu Chấn Thanh muốn ở lại bộ đội lý, chẳng lẽ chỉ dựa vào nàng cùng Trạm Húc Dương sao? Lúc đầu điểm chỉ có hai người đội ngũ, ngày tháng năm nào mới có thể bắt đầu tiếp nhận chức vụ vụ. Nhìn ra ý tưởng của nàng, trạm hút dương từ từ nói ra nguyên nhân. Thang viên hẳn là có thể tính nửa sức chiến đấu, trong khoảng thời gian này ta nhìn nó so với nguyên lai like hiểu chuyện không ít, nghĩ đến ở thân thể hắn biến dị đồng thời, rất khả năng đại não cũng sinh ra tiến hóa. Cùng với thêm vào người khác đội ngũ, còn không bằng đem quyền chủ động chọc vào trong tay mình, nghĩ muốn hạ người gì, chậm rãi chọn chính là còn giai đoạn trước thực lực chưa đủ vấn đề. Hắn nhìn về phía Vu Chấn Thanh. Vu Chấn Thanh khẽ gật đầu một cái, ta sẽ lưu ý. Vu Nam Vi không thể xếp nhíu hạ mày, mặc dù không biết hai người bọn họ cụ thể ở đánh cái gì bí hiểm, bất quá nàng thực sự không hy vọng lại cho tiểu thúc thúc tăng bất luận cái gì gánh nặng. Hiện tại Vu Chấn Thanh vị trí bao nhiêu có chút lúng túng, trước đây ở Kiều Lâu, hắn đại tiểu cũng coi như cái cán bộ, thế nhưng tới căn cứ sau này, trên cơ bản hiện hữu chức vụ cũng đã bị người chiếm thượng. Trừ cùng đi đến kỹ danh sĩ quan cấp giáo ở Thượng Tần Trung có nhất định lời nói quyền, bất kể người khác ngươi quân hàm rất cao, đều phải thành thành thật thật theo đầu to binh làm lên. Chuyện này liên nàng đều biết, liền càng không cần phải nói trạm hút dương. Xuất phát từ đối tín nhiệm của hắn, vu Nam nghĩ nghĩ còn là ngậm miệng lại, cũng không nói gì. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video